Dạ, sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa Minh Hạnh đã từ bi đọc kinh lễ bái Tam Bảo, và con kính tri ân sư và đạo tràng cho con biết được tín hiệu. Bài học hôm nay môn học tương ưng bộ Samyutta Nikaya bài nắng trí gieo mạng bằng đọc trúng tim đen kinh Manatthatha Suttang chương 7 tương ưng Bà La Môn phẩm cư sĩ. Chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh Ngài Hòa Thượng Tề Siêu từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay, và con kính nhân mít đến Ngài. Như Lưu Phật Thầy nhà kính lễ Tam Bảo Đức Phật Giáo Pháp và Thích Tâm, kính chào Hòa Thượng Trực Nẵng, Thượng Tọa Minh Hạnh, Thượng Tọa Đăng, Thượng Tọa Hợp Tân. Vì Đức Thế Tôn bậc tối thượng y vương ngài trị căn bệnh của chúng sanh bằng nhiều cái thể thức khác nhau, có khi thì ngài thuyết pháp cho họ nghe và giác ngộ, có khi ngài phải dùng đến thần thông lực để họ thấy cái quy lực của ngài và họ được cảm hóa. Một kẻ kiêu mạn, coi trời bằng vung, không có hiếu kính cha mẹ, các bậc quân trưởng và thầy tổ, muốn cái sự kiêu mạn đó ông ta được mọi người biết đến với cái tên là Manatthatha. Nhưng mà chúng ta là vị Đức Phật nói đúng tim đen, mặc dù ông ta im lặng, và vì thế ông ta đã trở thành một đệ tử tại gia của Đức Phật. Học qua những bài kinh này, chúng ta có hai cái lợi ích. Cái lợi thứ nhất là chúng ta tăng trưởng niềm tin đối với Đức Phật. Khi chúng ta thấy Ngài thật sự là tuyệt vời, một bậc đạo sư tuyệt vời. Và cái lợi ích thứ hai nữa là chúng ta được nghe từng đoạn pháp nếu mà chúng ta khéo tác ý thì chúng ta sẽ lãnh hội được, để đem lại nhiều lợi cho mình. Bây giờ thì trước hết xin mời cô tư nữ Như Pháp đọc cho bài kinh. Sau đó chúng ta sẽ cung thỉnh Thượng Tọa Hợp Đăng vị giáo sư ngày thứ tư hôm nay sẽ thuyết giảng rộng rãi ý nghĩa này. Nam mô Bổn Thầy. Dạ, sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Sa Quá Thi. Thuở ấy có Bà La Môn được gọi là Manatthatha, ngạo mạn. Sống ở Sa Quá Thi, người này không cung kính mẹ, không cung kính cha, không cung kính thầy, không kính trọng anh cả. Lúc bấy giờ được Thế Tôn đang thuyết pháp với đông đảo thính chúng ngồi chung quanh, Bà La Môn Manatthatha khởi ý nghĩ: Sa môn Gotama,
đang thuyết pháp với đông đảo thính chúng ngồi chung quanh. Ta hãy đi đến Sa-môn Gotama. Nếu Sa-môn Gotama nói chuyện với ta, ta sẽ nói chuyện với Sa-môn Gotama. Nếu Sa-môn Gotama không nói chuyện với ta, ta cũng sẽ không nói chuyện với Sa-môn Gotama. Bà La Môn Manathara đi đến Đức Thế Tôn. Sau khi đến, đứng một bên và im lặng. Đức Thế Tôn không nói chuyện gì với bà La Môn ấy. Bà La Môn Manathara suy nghĩ, Sa Môn Gotama này không hiểu biết gì nên muốn bỏ về. Đức Thế Tôn với tâm mình biết được ý nghĩ của bà La Môn Manathara liền nói lên kệ ngôn: Kiêu mạn vốn không tốt, người muốn điều lợi ích nên hướng đến mục đích đến vì thế phạm chí. Bà La Môn Manathara suy nghĩ, Sa Môn Gotama biết tâm tư của mình, cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn, hôn chân Thế Tôn, xoa chân Thế Tôn, xoa chân Đức Thế Tôn và nói tên của mình. Thưa Tôn giả Gotama, con là Manathara. Thưa Tôn giả Gotama, con là Manathara. Đám đông hiện diện đấy làm kinh ngạc. Thật kỳ diệu bạch ngài, thật kỳ diệu bạch ngài. Rồi đại chúng ấy tâm khởi lên kinh dị. Vi diệu, thật là vi diệu thưa ngài, thật là hí hữu thưa ngài. Bà La Môn Manathara không cung kính mẹ, không cung kính cha, không cung kính thầy, không kính trọng anh cả, nay lại thể hiện sự cung kính tột độ với Gotama. Đức Thế Tôn nói với bà La Môn Manathara: Như vậy đã đủ rồi, hãy an tọa. Do đâu ông có lòng tin kính hành đối với ta? Bà La Môn Manathara sau khi an tọa nói kệ ngôn: Với ai không nên kêu, với ai nên kính trọng, với ai nên lạy bái, với ai nên cúng dường? Thế Tôn: Với mẹ và với cha, với anh cả trưởng thượng, thứ tư là thầy tổ, không nên lòng cao ngạo, nên lễ những vị ấy, nên kính những vị ấy. Với tâm tư khiêm hạ là La Hán vô thường, tịnh tịch, tịnh tịnh là vô nhiễm, đã làm việc nên làm. Khi được nghe nói vậy, bà La Môn Manathara bạch Thế Tôn: Thật vi diệu thai Tôn giả Gotama, thật vi diệu thai Tôn giả Gotama. Diệu pháp được Tôn giả Gotama hiện bày như người dựng đứng những gì bị ngã xuống, phơi bày những gì bị che kín, chỉ đường cho kẻ lạc lối, hay đem đèn sáng vào chỗ tối tăm. Dạ, con xin đọc lời câu này. Hai đem đèn sáng vào chỗ tăm tối để những ai có mắt thấy được. Con xin nương tựa Đức Thế Tôn Gotama, xin nương tựa Pháp, xin nương tựa Tỳ Khu Tăng. Mong Tôn giả Gotama nhận con làm đệ tử, từ nay cho đến mạng chung, con trọn đời viên ngưỡng. Thích nghĩa, theo sớ dạy Bà La Môn Manathara nghĩ, Sa Môn Gotama không hiểu biết gì, hàm nghĩa là theo ông thì Đức Phật không biết sự cao quý của người sanh trong giai cấp Bà La Môn. Đây là một quan niệm rất phổ biến trong xã hội phân biệt giai cấp do dòng dõi thọ sanh. Sự thể hiện bằng cách đảnh lễ chân, hôn chân, so chân và nói tên của mình là biểu tỏ sự tôn kính cao nhất trong văn hóa Ấn Độ. Bài học hôm nay do Hòa Thượng Giác Đẳng dịch và biên soạn giáo trình. Như Pháp kính mời Đạo Tràng cùng với Như Pháp lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh Pháp Sư. Trước khi Đạo Tràng chúng ta được Thượng Tọa Pháp Đăng giảng dạy bài học ngày hôm nay. Thọ Đức Phật viên thành chánh giác ca ngầm đạo màu diệu pháp cao thâm. Phận văn chưa chuyện pháp luân phạm thiên hầu Phật tâm thành cầu sinh. Bà Thế Tôn muôn nghìn nặng đức pháp vô viên mạng tục khai hoa.
mong ngài chuyển pháp đăng tòa, chúng sanh ít bụi mai mà đủ duyên. Như hoa sen đẹp sinh mùa hạ, đó vương cao đó là mặt hồ, đó còn tận đai bụng nhớ. Chúng sanh căn trì tò mờ khác nhau, vì bi mượn ngượng cầu tế độ, ngự thuyền từ cô khổ quận mây. Chúc duyên chúc phước bồ đề, chúc nhân chúc quả quay về thiện tâm. Tham thiên vẫn vi trần phủ phục, lại thiệt tha đi đức sáng ngời. Và vương im lặng nhận lời, về vườn lộc gia vì đời chuyển luân. Thuyết trung đạo kiều trần đại ngộ, liễu niết bàn vô khổ vô sanh. Thế gian tam bảo tụ thành, tỳ kheo năm vị đạo hành viên dung. Rồi từ đó Phật dùng trọng pháp, giống thâu tỉnh giấc mộng trường. Dạy giàu năng cho tuyết xương, hoàng khai giao hóa mơ đường độ sinh. Bởi cơ tính sư tình ngài trưởng, đại phàm thiên mài được tán dương. Kinh thành dân cũng hoa hương, thỉnh ngài thuyết pháp nói đường tự bi. Hàng thiện tinh mãi mê trần cảnh, nghiệp bộn bề nặng gánh lo toan. Ít khi tâm trí rảnh rang, não phiền kết buộc sân tham còn nhiều. Nghe chánh pháp như người được ngọc, nghe pháp nhiều chư Phật gợi khen. Phước sanh trì tệ vô biên, đường đi sáng tỏa nhân duyên rõ ràng. Thịnh pháp sư đăng đàn thuyết giáo, vị nơi đây tâm đạo tỉnh thành. Ngưỡng mong chánh pháp thịnh hành, ngưỡng cầu thâm nhập đạo lành Như Lai. Và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa pháp đăng từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Và con kính dâng mít đến sư, và con cung thỉnh đại đức trì tri cho thượng tọa pháp đăng biết tín hiệu dùm con ạ. Và con kính dâng mít đến thượng tọa pháp đăng ạ. Và một lần nữa con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa pháp đăng từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Thà dạ.
Nam mô Bích Thai giá và dạ, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ thượng tọa Pháp Tăng. Và dạ, một lần nữa con thấy sư đã trở lại đạo tràng và dạ, sư có nghe được âm thanh của con, sư có thể cầm mic ạ? Con kính nhân mic đến sư ạ. Alo. Dạ, cảm ơn quý vị. Thì bữa hôm nay mình đọc cái bài kinh trong kinh Tương Ưng Bộ Manattha Tathā Xuất Tăng. Và trước khi bước vào buổi giảng thì con xin làm lễ ơn đức Tam Bảo. Con xin kính đảnh lễ ơn đức Phật Bảo, kính đảnh lễ ơn đức Pháp Bảo, kính đảnh lễ ơn đức Tăng Bảo, kính đảnh lễ ngài Hòa thượng Thầy Siêu, ngài Hòa thượng Giác Đẳng, thượng tọa Pháp Tân, thượng tọa Minh Hạnh, Tề Truy, Tề Đức, chư tôn đức tăng. Kính chào quý bà cô phụ nữ thường dạy Phật tử. Thì cái bài học thì chúng ta được nghe đọc và cái lời dẫn nhập của ngài Hòa thượng Thầy Siêu thì gì cũng đã nghe rồi. Thì chúng ta thấy rằng đối với cái vị Bà La Môn này đó, ngay cái kiếp hiện tại sanh ra ở trong một cái giai cấp Bà La Môn cao quý, và chưa có từng có cái sự suy nghĩ để biết rằng ở trong đời có những cái vị còn cao quý hơn nữa, có những cái người còn cao quý hơn như là cha, như là mẹ, như là thầy tổ hay là như là huynh trưởng. Trừ khi nào những cái vị này được nghe, được biết và được hiểu rằng có những vị cao thượng hơn, đó là Đức Phật, thì sẽ làm cho những cái vị này chấn động tâm tư. Thì chúng ta biết rằng cũng có nhiều vị đó ở trong cái giai cấp đặc biệt, hoặc ở trong cái đường tu tập đó, có một cái cách tu tương đối cũng đặc biệt. Thì những vị đó, đó hay là những cái thành quả đặc biệt, thì những vị đó cũng có những cái sự phiêu mạng. Chúng ta coi lại cái câu chuyện của Bam Uruvala Kassapa, thì chúng ta thấy rằng vị này đi tu tập và cũng có đồ chúng đông, và cũng có một điều đặc biệt là vị này đã chinh phục được con rắn phun lửa, con rồng phun lửa. Và con rồng phun lửa này đó, nếu ai vào trong đó nó sẽ phun chết, nhưng mà riêng về cái vị này thì nó không phun. Thì chúng ta biết rằng những cái điều đó, đó cũng làm cho cái vị này tăng trưởng cái kiến chấp của mình, cho rằng mình đã đạt được những cái gì tối thượng trong cuộc đời này. Nhưng mà Đức Phật thì ngài biết rằng rõ ràng cái vị này không có chứng đắc cái gì hết. Và vị này được một cái duyên lành nào đó, và cái sự hành trì mang lại cái kết quả cục nào đó, chứ chưa hoàn toàn được giác ngộ giải thoát. Thì chúng ta cũng thấy như vậy, thì ở trong đời có rất là nhiều những chúng sanh họ có những cái sự khiên mạng ở trong cái xã hội, trong cái giai cấp của mình, trong kiến thức của mình, trong tài sản của mình, trong địa vị danh vọng của mình, hay là trong cái sự thông minh của mình. Thường thì quý vị biết rằng một người mà khi mà họ tục sinh, họ có những cái điều như là sắc đẹp, hay là cái giọng nói thu hút lòng người, hay là cái gương mặt mỹ miều, hoặc là có ở trong những cái gia đình sắc đế lị đại phú, hay Bà La Môn đại phú, hay là gia chủ đại phú đó, thì những cái điều đó khi mà họ có như vậy đó, thì họ luôn luôn họ kiêu mạn về sắc đẹp của mình, hoặc là kiêu mạn về cái giai cấp của mình, kiêu mạn về cái tài sản của mình, đấy là kiêu mạn về cái địa vị xã hội. Họ có rất là nhiều những cái mà khi mà họ có thì họ dính mắc vào đó, họ có đó thì họ bị cột trói vào đó. Nên bị Bà La Môn Manattha này đó, Manattha này cũng như vậy thôi quý vị. Tại vì thường thì chúng ta biết rằng không có thể nào có một người nào mà thoát khỏi những cái kiến chấp này, trừ những vị đó là những vị Phật
toàn giác, hay là những vị Phật độc giác, hay là những vị Phật kinh văn giác, hay là những bậc thánh, hay là những người mà đã nghe được cái giáo pháp của bậc giác ngộ và trọng tâm để tu tập, để diệt trừ những cái ngã chấp này, cái kiến chấp này. Chỉ có những người có cái sự tĩnh tâm đó thì họ mới thấy cái sự khổ lụy của danh sắc này, dù ở trong cái giai cấp địa vị nào, dù là chư thiên phạm thiên, dù là chuyển luân thánh vương, dù là tiên chủ đế thích, hoặc là dù là bà la môn đại phú, gia chủ đại phú, hay là sắc lý lị đại phú, thì những cái người đó họ sẽ hiểu được những cái gì mà Đức Phật ngày thuyết giảng về những cái do cái sự tạo tác, cái công đức phước báo của mình, và mình sanh lên mình có được những cái điều đó. Nhưng mà rồi những cái điều đó nó cũng sẽ băng hoại, nó cũng tàn lụi theo cái thời gian sanh tử của mình, và theo cái thời gian sanh tử của mình, và nó luôn làm cho mình khao khát ở những cái địa vị đó, hoặc là những cái sanh thú đó. Nên chúng ta thấy những vị chư thiên đó, tuy rằng họ sanh làm chư thiên, họ có những cái thần lực, có những cái thần thông, nhưng mà cái sự chết đến với họ đó, họ cũng rúng động, họ cũng sợ hãi. Còn nói vì con người thì lại không có giống như chư thiên. Con người thì ở trong những cái giai cấp sắc đế lị, hay là bà la môn, hay là gia chủ đại phú, hay là sanh làm người có dung sắc, có cái sức khỏe, hay là có cái gia đình thế lực cái này cái nọ. Nhưng mà rồi chúng ta thấy rằng những cái hiểm quả nó vẫn chực chờ những người đó. Như vậy thì chúng ta thấy rằng Đức Phật thì Ngài là bậc thiên nhân chi đạo sư, và với tâm của Ngài biết được tâm của chúng sanh, và Ngài biết những cái gì cần phải nói, cần phải giảng. Và cái người này đó thì họ luôn sống với cái sự kiêu mạn, không có biết tôn kính cha, hay là tôn kính mẹ, hay là không biết tôn kính huynh trưởng, không biết tôn kính những người như vậy. Nhưng mà những cái vị mà họ sanh làm người, họ có phước đâu quý vị, mà họ chưa có nhận diện được. Nhưng mà khi được Đức Phật khai thị đó, thì họ sẽ nhận diện được cái sự kiêu mạn đó đối với chúng sanh đó, ai cũng có, và đối với chúng sanh đó, ai cũng bị cột trói. Và chính vì cái sự cột trói đó nên vậy đưa đến những cái sanh hữu, đưa đến những cái sanh hữu trong tương lai, và những cái sanh hữu đó nhiều khi nó không được như những cái sanh hữu hiện tại này. Vì sao vậy? Vì cái sự kiêu mạn đó, chúng ta không có biết được, không có biết được sự thật. Và khi mà chúng ta không biết được sự thật đó, thì cái sự kiêu mạn đó nó quá nhiều, và nó cũng đem đến những cái sự tổn hại. Và chúng ta cứ nhìn vào những kiếp mà Ngài Chu Lắp Banh Đá Cá đó, Ngài sanh năm ra là một vị pháp sư Tam Tạng, Ngài dạy học. Nhưng mà những vị sư đó học mà chậm hiểu đó, kém tiếp thu đó, thì đã bị cái vị thầy này chê thậm tệ. Và cái sự chê thậm tệ đó khiến cho những vị này buồn bực và bỏ học. Và do cái điều đó, nên Ngài Chu Lắp Banh Đá Cá Ngài bị mắc cái nghiệp. Cho đến kiếp này đó, Ngài học đó, học trước quên sau, có 4 câu kệ học 3 tháng không thuộc. Đến nỗi người anh của Chu Lắp Banh Đá Cá đó, là Ngài Ma Banh Đá Cá đó, kêu em của mình đó, đừng có tu nữa, vì ăn của Đằng Na Tính Thí, và học mà không thuộc 4 câu kệ như vậy, có nghĩa là giống như mắc nợ vậy. Hãy về quần tục đi, về sống đời cư sĩ. Nhưng mà rồi Đức Phật Ngài biết được cái nghiệp mà ngăn che, cái chướng ngại ngăn che đó là do một cái nghiệp quả thôi quý vị. Thì cũng như vậy, khi mà chúng ta thấy rằng một cái người mà hiểu biết Phật Pháp, thì dù chúng ta có sanh ra làm người ở trong cái giai cấp nào, thì chúng ta vẫn hiểu Đức Phật Ngài giảng về có 2 hạng người đó. Cái hạng người từ bóng sáng tiếp tục đến bóng sáng, và cái hạng người từ bóng sáng đến bóng tối, và cái người từ bóng tối đến bóng sáng, và người từ bóng tối đi vào bóng tối. Như vậy thì Đức Phật là bậc thiên nhân chứ đạo sư, Ngài biết và Ngài giảng như vậy đó, để chúng ta thấy rằng một người sanh ra đó là người có uy quyền thế lực, có tài sản lớn, có bà con quyến thuộc đông, có những cái của cải tài sản, động sản bất động sản nhiều. Nhưng mà những người đó họ biết rằng do cái phước báo công đức, những cái phước báo công đức mình tạo tác, bây giờ mình có những cái sự hiển lộ này. Nhưng mà rồi những cái sự hiển lộ tài sản đó xuyên qua
cái phước báo công đức tạo thành đó, thì chúng ta sẽ bỏ mất hết, cũng đánh rớt hết. Hay là chúng ta nghe câu chuyện của ngài ngài đệ nhất về trị lực, ngài Ubali đó, 72 lần làm vua chuyển linh thánh vương, 72 lần làm thiên chủ đế thích. Thì trong cái thời gian mà sanh tử và trong cái thời gian 72 lần làm vua chuyển linh thánh vương, 72 lần làm thiên chủ đế thích như vậy, cho đến khi mà gặp Đức Phật Các Cú Sanh Thá đó, thì cái vị này vẫn là vua, nhưng mà đem cái tâm đó, coi cái tự ngã của mình, trong khi quần chúng đó thì không có đảnh lễ vua mà quay qua đảnh lễ Đức Phật, và Đức Vua đó bực dọc khó chịu và nghĩ rằng đó, ở trên đời này không có ai mà cao quý, chỉ có ta cao quý thôi, chỉ có ta là vua và cái sự cao quý đó. Nên đó, chúng ta thấy Đức Vua đã cùng với những cái tùy tùng của mình đó, một voi đến để sấn tới Đức Phật Các Cú Sanh Thá. Nhưng mà con voi này đó cũng giống như là voi Nalagiri vậy đó, sụp xuống, sụp chân xuống lại Đức Phật, làm cho Đức Vua đó cầm gậy đó, cầm cái gậy mà điều voi đó chỉ vào Đức Phật, nghĩa là xúc phạm. Nhưng mà rồi cái sự xúc phạm đó, đó làm cho Đức Vua đó toàn thân nóng như lửa khi trở về, và vua suy nghĩ rằng mình đã phạm đến những cái bậc có đức, những cái bậc đạo cao đức trọng, những cái vị mà có những cái thắng duyên thắng hạnh là bậc đại giác. Nên lúc bấy giờ Đức Vua đó đi về và cùng với những cái tùy tùng của mình đi sám hối Đức Phật. Cái sự sám hối đó nó không làm cho Ubali đó trong cái kiếp này rơi vào trong đọa xứ những kiếp kế, mà chỉ sanh làm người giai cấp hạ tiện thôi, là người thợ cạo thôi. Thì chúng ta thấy Đức Phật đó, ngài nói do ngài Ubali cúng dường một cái đại tự có cái hàng rào bao quanh, cái đại tự được cúng dường cho Đức Phật đó đã cho cái hồi đó 72 lần làm thiên chủ đế thích, 72 lần làm vua chuyển linh thánh vương. Và chính làm vua chúa lâu như vậy đó, đã sanh lên cái sự kiêu mạn. Thì chúng ta thấy rằng ở đời đó rất là nhiều những chúng sanh sanh ra đó, họ nhiều kiếp làm người giàu, và cái sự giàu sang của họ đó, họ coi những người khác đó, tầm thường, coi những người khác là cặn bã, hay là thường thường đó, họ theo những cái chủ thuyết. Chúng ta thấy hiện giờ đó một số cái chủ thuyết đó họ nói rằng một đấng tạo hóa đó sanh ra con người đó bằng cách là nặng nặc và hà hơi vô làm người, được làm người, và những cái cục đất đó, nặng ra mà không có hà hơi nó là những con thú, và con người đó, thì có thể tàn sát những con thú hoặc là sát hại những con thú. Nhưng mà chúng ta thấy rằng đối với đạo Phật đó, thì Đức Phật ngài không dạy như vậy. Phật ngài dạy đó, những con thú nó cũng vẫn có mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, miệng nếm, thân xúc chạm và tâm suy nghĩ. Nó cũng có giống như con người thôi. Con người cũng có mắt để thấy, có tai nghe, mũi ngửi, miệng nếm, thân duy trì nội dẫu và tâm biết những cảnh. Như vậy thì chúng ta thấy rằng Đức Phật đó, thì ngài nói rằng những cái loại súc sanh đó, nó vẫn tục sinh và nó cũng vẫn có những cái tâm quả tục sinh. Và nó cũng có những cái tâm quả bình nhật, những cái tâm nhãn thức đó, nó vẫn có mắt, sắc thần kinh nhãn nó vẫn có, và tâm nhận thức nương vào sắc thần kinh nhãn để thấy cảnh sắc giữa con người và con thú đó, thấy cảnh sắc giống nhau thôi. Vì thường thì chúng ta biết rằng bảy sở hữu biến hành đó, bảy sở hữu biến hành sanh trong những cái tâm nhận thức, nghĩ thức, thị thức, thiệt thức, hay chúng ta gọi là ngũ song thức đó, thì bảy sở hữu biến hành này xúc thọ tưởng tư định mạng quyền tác ý đó, nó vẫn sanh cho người hay là cho thú, nó cũng giống nhau thôi. Đây là một cái điểm rất là đặc biệt đối với đạo Phật, mà từ khi nào chúng ta được học vi diệu pháp, hay là chúng ta được nghe về những cái tâm máy móc, gọi là 32 cái tâm quả bình nhật, 32 tâm quả bình nhật, trong 19 thức đi tục sinh có 32 quả thức bình nhật, và những cái quả thức bình nhật đó là muốn nói đến tâm nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thiện bất thiện, hay là những hai tâm tiếp thâu, ba tâm quan sát, là những cái tâm mà gọi là vô nhân, chúng ta gọi là tâm quả bình nhật.
Như vậy thì Đức Phật ngài cho chúng ta biết rằng con người kiêu mạn chỉ đưa vào trong đọa xứ. Đưa vào trong đọa xứ. Tại sao vậy? Vì những cái người kiêu mạn đó họ không có thiện tâm nữa. Tại vì kiêu mạn là mình không có đảnh lễ. Và khi mình đảnh lễ cha hay đảnh lễ mẹ, đảnh lễ huynh trưởng hay đảnh lễ thầy tổ, đảnh lễ những vị sa môn hay bà la môn mà chúng ta gọi là lễ bái lục phương mà Đức Phật thiết cho thanh niên sinh ra lô đó, lễ bái lục phương đó, thì chính đó, Đức Phật này đó là lễ bái lục phương của bậc thánh. Bậc thánh ở đây đó, là muốn nói đến cái sự tiến bộ để từng tự được cái sự giác ngộ giải thoát. Nên thường thì Đức Phật nói rằng kính lễ bậc kỳ lão tưởng thượng đó, bốn pháp được tăng trưởng đó là sống lâu sắc đẹp yên vui sức mạnh. Đức Phật này nói như vậy, đảnh lễ cái bậc kỳ lão trưởng thượng đó là muốn nói đến đến cha mẹ, đến nói đến thầy tổ, đến nói đến những bậc huynh trưởng, nói những người mà sống có đức hạnh mà biết đảnh lễ những vị đó. Như vậy thì chúng ta thấy rằng đảnh lễ là một cái thiện tâm, bởi vì thường thường thì chúng ta thấy chỉ có tâm thiện mới điều khiển cái thân biểu tri mà mình đảnh lễ cúi đầu. Chúng ta thấy Manasá này khi mà Đức Phật ngài nói và ngài biết được cái tâm, mà ngài đọc được cái tâm và ngài nói lên cái hành trạng của cái tâm và ngài nói đến cái khuynh hướng tiến bộ của một cái người cao quý đó, Bà La Môn cao quý, thì chính cái sự cao quý đó đó, đó là do những cái thiện pháp. Những cái thiện pháp từ cái việc đảnh lễ đó đó cho mình sanh làm người cao quý, quý vị. Nên thường thì quý vị thấy Đức Phật ngài cũng dạy bốn cái sự cúng dường đó. Cúng dường mà có cái sự cung kính đó thì mình sanh ra, mình nói mọi người nể sợ, mình được đẹp trai đẹp gái và nói mọi người nể sợ cái lời nói của mình. Như vậy rõ ràng một cái người mà cúng dường có cung kính thì nó cũng có cái kết quả từ cái sự cung kính đó. Cúng dường bằng cái sự tôn trọng đó thì nó cũng mang lại cái sự cao quý cho cái người đó trong cái sự sanh hữu. Như vậy thì Manasá này đó biết được những điều đó. Tại sao? Thì thường thường chúng ta thấy rằng ngay cả hiện tại chúng ta là những người tu tập, những cái thiện pháp mà chúng ta tu tập đó, chúng ta cúi đầu lễ Phật, lễ pháp, lễ tăng, lễ thầy, lễ tổ, lễ những vị sa môn, những vị lớn hạ, những vị kỳ lão trưởng thượng, đó là những cái thiện pháp trong cái sự luân hồi chúng ta tạo. Nhưng mà nếu mà lúc nào đó mà Đức Thế Tôn ngài khai thị đó, mình sẽ hiểu rằng mình đã tu rất lâu rồi. Và mình biết được đây là vị đạo sư trong nhiều kiếp luân hồi mình mong mỏi gặp được bậc đạo sư này. Thì cũng như vậy đó, Manasá biết được Đức Phật, biết được tâm của mình. Và Đức Phật này nói lên cái hành trạng tâm của mình và nói đến cái khuynh hướng mà cao thượng. Nên vị này mới tỏ bài cái sự bằng chân của Đức Thế Tôn xoa lên bằng chân. Với những cái biểu hiện cao quý trong lúc bây giờ, trong thời hậu, người ta tôn kính, biểu hiện tôn kính cao quý là họ có cái biểu hiện như vậy. Thì chính đó, chúng ta hiểu rằng khi nào cái thiện tâm có đó, nó sẽ điều khiển cái thân chúng ta cúi đầu đảnh lễ ngũ thể đầu địa. Hay là chúng ta thấy những người Tây Tạng đó, mỗi lần họ lại Phật đó, họ nằm dài như vậy, đó là những cái nhân. Đó là những cái nhân và những cái thành quả trong tương lai, và nhất là những cái lời nguyện. Chúng ta nguyện muốn gặp được Đức Phật, muốn được Đức Phật khai thị, khai hóa, thì những cái điều ước mơ đó, đó trong vòng luân hồi tuy nó bị khỏa lấp nhưng mà rồi nó cũng sẽ trực ngộ. Mình hay bên Bắc Tông họ hay gọi là kiến tánh thành Phật đó. Cái sự chợt thấy nhận diện được, chợt thấy nhận diện được cái sự thật, cái sự thật của cái sự tu tập thiện pháp, cái sự thật của cái bước tiến bộ nội tâm, phải hành đúng sự thật đó, phải nhận diện được bậc đạo sư là ai, mình là như thế nào, mình mong cầu như vậy với đối với chúng sanh, hay là đối với những vị giác hữu tình, là những vị Bồ Tát thành tinh văn giác. Cái lời ước nguyện của mình, mong mỏi mình chứng đắc được đạo quả, mong mỏi mình gặp được Đức Phật, mong mỏi được đảnh lễ Đức Phật. Thì chúng ta thấy cũng giống như vua Bimbisara vậy đó, có năm cái sự ước mơ. Ước mơ được làm vua, ước mơ xứ mình có Đức Phật vào, ước mơ đó được nghe pháp của Đức Phật, ước mơ được chứng ngộ pháp,
và thành tựu pháp của Đức Phật. Thì năm cái điều đó đó quý vị, Đức Vương đã gặp Đức Phật và đã nói lên với Đức Phật lúc còn trẻ đó, có năm cái ước mơ này. Bây giờ được làm vua rồi, sứ của mình có Đức Phật vào, được diện kiến Đức Phật, được đảnh lễ Đức Phật, được nghe pháp của Đức Phật, được hành trì pháp của Đức Phật, được thành tựu pháp của Đức Phật thuyết giảng. Như vậy thì chúng ta thấy rằng đối với rất là nhiều những chúng sanh, ở trong đó có chúng ta, là những người đang tu tập, những cái tu tập mỗi ngày như vậy, chỉ mong mỏi chứng ngộ được đạo quả, niết bàn. Cái sự mong mỏi đó là cái sự, đó là một cái chí nguyện để đưa mình đến cái sự giác ngộ giải thoát. Cái sự mong mỏi gặp được Đức Phật để Đức Phật ngày khai ngộ cho mình, nếu mà mình là tinh văn giác, mình mong mỏi được như vậy. Như vậy thì trong cái sự luân hồi đó, chúng ta biết rằng chúng ta luôn, khi mà chưa trừ được những vô minh che đậy và tham ái trói buộc đó, thì những cái tham ái nó cũng chỉ là những cái tâm tham ngã mạn mà quý vị. Bởi vì chúng ta thấy rằng tâm tham hợp tà nó hợp với bốn tâm tham hợp tà, sở hữu tà kiến nó hợp với bốn tâm tham hợp tà, cái sở hữu ngã mạn nó hợp với bốn tâm tham ly tà. Và có những khi có những cái tâm tham nó sanh khởi mà không có tà kiến thì không có ngã mạn, nhưng mà rồi nó có cơ hội nó so sánh đó, thì nó vẫn là những cái tâm sở ngã mạn, nó hợp trong những cái tâm tham ly tà nó hợp với ngã mạn. Như vậy thì chúng ta hiểu rằng á, vì cái phiền não ngủ ngầm đó, vì vô minh che đậy và tham ái trói buộc đó, nên chúng ta cứ lẩn quẩn cho đến lúc nào đó chúng ta đủ duyên. Đủ duyên có nghĩa là chúng ta tu tập đó, những cái duyên ba la mật đó nó đầy đủ, và đến một lúc nào đó chúng ta gặp được Đức Phật. Và khi mà được Đức Phật đó, thì chúng ta sẽ nhận được cha của mình là vị khai sơn, là vị khai sáng cái tâm của mình, là vị khai triển cái tuệ giác cho mình. Và mình sẽ là những người cận sự nam, cận sự nữ nếu là cư sĩ. Còn nếu mà mình đủ duyên đó, thì mình sẽ là người xuất gia, làm đệ tử tứ giới, hai chúng xuất gia của Đức Phật, chúng nam hay chúng nữ, thì khu hay tù, thì khu ni. Như vậy thì chúng ta thấy rằng đối với cái sự ước mong của chúng ta trong vòng luân hồi, cứ thực hành hoài như vậy, từ những lúc mà chúng ta tụng kinh, từ những lúc mà chúng ta coi kinh, từ những lúc mà chúng ta thuyết giảng, từ những lúc mà chúng ta suy tư về ân đức Phật, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm theo những cái pháp mà Đức Phật thì thuyết giảng, và cứ tăng trưởng hoài như vậy, cho đến lúc một lúc nào đó chúng ta sanh ra cũng giống, cũng có giống và cũng có duyên giống như Manapattha này, được Đức Phật thì biết được tâm và ngày khai triển cái sự giác ngộ từ cái tâm và cái sự hướng tâm. Và khi mà chúng ta đã nhận diện được đó, thì chúng ta sẽ thấy được Đức Thế Tôn là bậc cao quý nhất. Chúng ta sẽ thể hiện những cái gì mà cao quý nhất dành cho vị thầy, dành cho người mà mình mong mỏi trong vòng luân hồi, mình khao khát gặp được Đức Phật. Bởi chúng ta thấy rằng, bởi vì khi mà chúng ta là những người Phật tử, Phật giáo nguyên thủy rồi, chúng ta thấy quả thật là Đức Phật, gặp Đức Phật là một chuyện cực kỳ khó. Khó thay Phật ra đời, chúng ta thấy rằng Ngài tu từ lúc Ngài tu cho lúc thành Phật bao nhiêu thời gian lâu, mà Ngài hoằng quá có 45 năm thôi. Trong ba thời trung, tiền giác thời, trung giác thời và hậu giác thời, và trong 45 năm đó mà mình sao mình gặp Đức Phật, quả thật là muôn duyên kết tụ đó, mình mới gặp được Đức Phật. Và khi mình gặp được Đức Phật đó, thì Ngài sẽ khai thị cho mình. Khi mà mình hành trì cái thời gian dài trong cái sự hành trì mong mỏi gặp được cái pháp của bậc giác ngộ, và Đức Phật Ngài sẽ khai thị điều này. Thì chúng ta thấy rằng đối với Đức Phật đó, khi mà Ngài quá độ cho ai đó, Ngài đều biết được. Cũng như vậy, mình chúng ta thấy mà là Manapattha này muốn đi về, nghĩ rằng Đức Phật Ngài không biết được, nhưng mà rồi Đức Phật Ngài nói lên, Ngài nói lên cái người cao quý đó phải biết cái gì là cao quý, biết cái mục đích để hướng đến cái sự cao quý. Thì ông ta đã biết được, Đức Phật đã biết được tâm của mình, biết được tâm của mình, và muốn cho mình có sự lợi ích.
Như vậy thì chúng ta thấy rằng á, đối với một cái người sanh ra đó mà gặp được Đức Phật, bởi vì khó thai Phật ra đời mà khó thai pháp được giảng, khó thai nghĩa là khó thai gặp Phật và khó thai nghe chánh pháp, khó thai mình được sống tồn tại, cái mạng sống mình được tồn tại đó nó cũng là khó. Như vậy thì chúng ta thấy rằng những cái người ước mơ như vua Bình Sa Dương ước mơ năm điều, hay là chúng ta trong vòng luân hồi đó chúng ta ước mơ gặp được Đức Phật, chúng ta nỗ lực để hành những cái thiện pháp và gặp Đức Phật đó, thì chúng ta được khai thị và chúng ta cũng là những người chấp chặt về phương diện này hay phương diện kia, nhưng mà chúng ta tin một điều là bậc Phật là bậc toàn giác. Ngài biết được cái tâm tư, nguyện vọng, hay là Ngài biết được cái khuynh hướng của chúng sanh. Ngài biết được những cái chướng ngại, Ngài sẽ làm cho chúng sanh thấy được cái chướng ngại đó để vượt qua những sự chướng ngại đó. Chắc chắn một điều là như vậy. Nên đó, chúng ta thấy Đức Phật Ngài dùng cả hơn mấy ngàn lần thần thông để độ ba anh em Kassapa. Ngài biết Ngài sẽ độ được, nhưng mà rồi cũng có những người đó Đức Phật Ngài biết không độ được họ, nhưng mà sẽ làm duyên độ cho họ những kiếp sau. Đức Phật Ngài cũng dạng như vậy. Thì chúng ta thấy rằng đối với Đức Phật đó, Ngài biết được giống như hoa sen vậy, có những hoa sen nó sẽ nở và nó sẽ đơm hoa có trái, nhưng mà có những hoa sen đó, nó sẽ lú ra khỏi cái gốc sen, hoặc là nó nằm lưng chừng, hoặc là nó nằm nửa chừng nước, hoặc là nó chuẩn bị vươn lên mặt nước. Thì chúng sanh cũng như, giống như là những cái hoa sen, từ những cái cội cây sen, cái cội rễ gốc sen mà nó mọc lên. Đức Phật Ngài biết được tâm tư của chúng sanh, và Ngài biết được chúng sanh nào nghe cái gì và hiểu cái gì, nghe cái gì để giác ngộ được. Đối với cái Phật lực đó, thì chúng ta thấy Đức Phật Ngài có năm quyền đó, Ngài gọi là Ngài tri được năm quyền của chúng sanh đó, quyền liệt thắng trí đó. Ngài biết được tính quyền, tấn quyền, niệm quyền, định quyền, tuệ quyền của chúng sanh, quyền nào mạnh yếu. Và Đức Phật Ngài cũng biết được những cái tùy phiền não của chúng sanh đó. Chúng sanh này có phiền não nào, có cống cao ngã mạn, có tà kiến, hoặc là có si mê, Đức Phật Ngài biết được, có hoài nghi, Đức Phật cũng biết được. Nên nhiều khi quý vị thấy có nhiều vị đó đi tìm những cái tướng của Đức Phật. Đức Phật Ngài cho thấy hết những cái tướng đó. Dù những cái tướng nào người này chưa thấy, ước vọng được thấy đó, Đức Phật thì cũng cho thấy để phá bỏ cái hoài nghi của người đó. Đây là vị chánh đẳng chánh giác, cho cái vị đó biết rằng đây là vị chánh đẳng chánh giác. Vị này khởi lên cái lòng tỉnh tính, nói lên với khi mà trở về nói với thầy mình đó, ca tụng cái tướng, cái mỹ tướng của Đức Phật còn hơn thế nữa. Có nghĩa là những cái tướng đó nó còn hơn thế nữa, có nghĩa là như vậy. Thì chúng ta thấy rằng đối với Đức Phật Ngài biết được cái khuynh hướng si mê của chúng sanh này, nghi ngờ của chúng sanh, hay là những cái tướng, những cái phiền não, ngã mạn, cống cao, tà kiến, ngoan cố, ương ngạnh, bất luận là cái điều nào đó. Ví dụ chúng ta thấy như là tôn giả chanh đá vậy, Đức Phật Ngài biết Ngài còn sống đó, chanh đá không thể nào đắc được đạo quả. Tuy rằng chanh đá xuất gia trong giáo pháp này, nhưng mà Đức Thế Tôn viên tịch Niết Bàn phải hành một cái pháp Manatta, phải xử chanh đá bằng cái cách là chư tăng tất cả mọi người không nói chuyện nữa, sẽ làm cho chanh đá đó có một cái sự suy nghĩ, có một cái sự phản tỉnh, và tự thân nó sẽ mang lại cái lợi ích. Còn nếu mà còn đó, Đức Phật thì chanh đá sẽ không chứng ngộ được ngay hiện tại thời kỳ Đức Phật. Đức Phật viên tịch Niết Bàn rồi, chư tăng phải hành pháp như vậy. Thì chúng ta cũng thấy Đức Phật có thể biết được những chúng sanh đó, giống như cái mục ghẻ này cần phải lấy đồ đâm cho nó xì mũ ra, khi mà nó ra mũ rồi nó sẽ lành. Còn nếu mà cái mũ nó còn nữa thì nó không thể nào lành được. Tuy rằng một cái phạm đàn hành cho chanh đá như vậy đó, chanh đá nghe phải té xỉu luôn, nhưng mà Đức Phật Ngài biết chanh đá giống như đâm cái mục đau mà xỉu thôi, rồi nhưng mà rồi nó sẽ lành, nó sẽ lành. Thì chúng ta biết rằng đối với Đức Phật, Ngài biết được cái khuynh hướng của chúng sanh, Ngài biết được cái căn cơ trình độ của chúng sanh. Khi mà Ngài độ chúng sanh đó, Ngài làm, Ngài thắp đuốc, Ngài thắp lên cái đuốc tuệ của chúng sanh đó, và chúng sanh nó sẽ nhận diện được.
Nên chúng ta thấy rằng khi mà Manasattha đã hiểu được rồi đó, tự thân của mình tỏ bài và tự thân của mình hỏi Đức Phật ai là người đáng để kính lễ, để vâng lời, để cung kính, để đảnh lễ, thì Đức Phật ngài nói rằng cha mẹ và những bậc thầy tổ là những người đáng để kính lại. Nhưng mà những bậc thanh tịnh như là những vị A-la-hán đó cần được cung kính tối thượng để làm gì? Để có thể đạt được cái sự lợi ích từ cái sự thân cận, từ cái sự hầu hạ, mang lại cái kết quả an lạc, giác ngộ, giải thoát. Như vậy thì Đức Phật ngày nói cho Manasattha biết được cái cội rễ của cái thiện pháp, cái cội rễ của cái sự vượt qua những cái trói chặt trong tâm tư của mình, trói chặt bằng những cái ái chấp của mình, trói tập, trói chặt trong danh sắc của mình. Nhiều khi mình cho rằng cái tự ngã của mình, từ cái sự thông minh, từ cái sự lịch lãm đẹp trai, hoặc là từ gia thế quý phái, từ những cái địa vị xã hội, cái quyền lực ở trong cuộc đời này, những cái người có cái những cái phước báo công đức đó, thì thường thường họ có ít nhiều nó cũng có một cái chút nào đó. Chúng ta thấy như là ngài Anuruddha, lúc mà ngài chưa có chứng A La Hán thì ngài nói với thiên nhãn tuần tịnh đó, tôi thấy cả ngàn thế giới. Nhưng mà ngài Sariputta ngài nói này hiền giả, đó là sự kiêu mạn. Chúng ta thấy không? Với thiên nhãn tuần tịnh thấy được ngàn thế giới, nhưng mà ngài Sariputta ngài nói rằng nếu mà hiền giả nghĩ như vậy đó là cái kiêu mạn của hiền giả. Nhưng mà rồi ngài nói ta này, tuy vậy nhưng mà tâm tôi chưa có đoạn được lậu hoặc. Thì ngài Sariputta ngài nói đó là cái hối quá của hiền giả. Hiền giả hãy phản tỉnh. Thì ngài Anuruddha đó, ngài phản tỉnh một thời gian, ngài đắc quả A La Hán. Như vậy rõ ràng đó, với cái phước báo công đức cúng dường trong quá khứ đó, với ngọn đèn để phát nguyện trở thành thiên nhãn thuần tịnh, và ngay trong hiện tại này ngài chưa chứng đắc đạo quả, nhưng mà ngài đã có thiên nhãn thuần tịnh rồi, đã thấy cả ngàn thế giới. Như vậy trong lúc ngài hành thiền, ngài thấy với cái sự thuần tịnh đó ngài thấy được. Nhưng mà rồi ngài cũng thấy được đó, tuy rằng mình thấy cả ngàn thế giới như vậy nhưng mà tâm mình chưa có thoát khỏi những lậu hoặc. Bởi thường thường quý vị biết rằng cái tâm đạo tâm quả thanh lên đó, người này chứng niết bàn là người này phải biết chứ không phải là không biết. Nên thường thường cái tuệ đạo là cái tuệ đoạn trừ phiền não, cái tuệ quả là kinh năng đoạn trừ, cái tuệ phản kháng là phiền não đã đoạn trừ, phiền não còn dư sót, niết bàn là chứng lần thứ nhất. Phải có năm cái tuệ siêu thế này cho cái vị chứng ngộ. Nên lúc bấy giờ ngài Anuruddha với thiên nhãn thuần tịnh, ngài thấy cả ngàn thế giới như vậy. Nhưng mà ngài Sariputta ngài biết đó là cái kiêu mạn. Như vậy thì chúng ta thấy rõ ràng một vị thiên tử hay một vị phạm thiên, một vị có những cái năng lực nào đó trong cuộc đời này, thì họ cũng ít nhiều họ cũng có cái kiêu mạn. Họ cũng có cái kiêu mạn. Và chính cái kiêu mạn này Đức Phật thì biết được, các bậc thánh lậu tận biết được đó là cái sự kiêu mạn, đó là cái sự trở ngại, đó là cái sự cần vượt qua, đó là cái sự cần dứt bỏ. Nhưng mà nếu chưa chịu dứt bỏ đó, thì không thể nào rũ bỏ được. Cũng như con cá hóa long vậy đó, nó nhảy qua cái tầng tam cấp nó sẽ hóa long. Nhưng mà nếu mà nó không chịu thì nó không có thể nào được. Cũng giống như những loài thú mà nó muốn thành hình, nó phải bỏ viên ngọc, nó còn ngậm viên ngọc, nó còn tiếp nối viên ngọc đó, thì nó không có thể nào thành hình được, nó không thể nào thăng lên được. Thì cũng như vậy, có những cái thành quả của con người chúng ta đó, ở trong cái địa vị này địa vị kia. Nên thường thường quý vị thấy Đức Phật ở đời đó, ngài thuyết giảng, và những vị vua chúa đó là cũng làm đệ tử của Đức Phật. Tại vì những vị vua chúa đó họ thấy, họ biết họ làm vua chúa, nhưng mà rồi đó là những cái phước báo công đức thôi. Nhưng mà những cái đọa xứ đó họ cũng vẫn chờ đợi họ, những cái đọa đài trong những khổ đau vẫn chờ đợi họ nếu mà họ không có chịu tiến bộ trong thiện pháp. Chính vì cái điều mà Đức Phật này nói về thiện và bất thiện rất xa như trời với đất vậy đó, như mặt trời mọc, mặt trời lặn, rất xa là thiện và bất thiện, như bờ biển bên này, bờ biển bên kia. Như vậy thì Đức Phật ngài thuyết giảng nhé, ngài đã làm cho chúng sanh thấy được cái pháp, cái pháp hướng đến cái sự
đưa đến sự an tịnh giác ngộ giải thoát. Từng tự vị đó sẽ vượt qua, nếu vị đó hành trì những thiện pháp hoài, tu tập những thiện pháp hoài, thì một lúc nào đó những cái thiện pháp này nó cũng thăng hoa đến mức độ đưa đến cái sự giác ngộ giải thoát, những cái sự trói chặt chúng sanh. Chính vì điểm đó chúng ta thấy rằng Đức Phật đó là một vị có những cái thần thông, nhưng mà rồi có nhiều khi đó những cái vị này không có suy tư tới. Chúng ta thấy giống như là Mã Lão Bà, Mã Đề Thôn đó, thì cái vị tỳ khưu này đó biết được bà Mã Lão Bà này có tha tâm thông, và đến đó ở thì sợ quay về với Đức Phật. Nhưng mà vị này nó có nhiều khi không có tác ý đến Đức Phật. Đức Phật thì vẫn có tha tâm thông, người vẫn có tha tâm thông, nhưng mà ngài đó ngài thuyết pháp để hành trì theo pháp. Còn cái Mã Lão Bà này đó, thì dùng tha tâm thông để theo dõi tâm và hộ trì cho những vị tỳ khưu. Và những vị tỳ khưu này cũng đem cái chuyện này về để nói nóng hổi. Và vị tỳ khưu này đó, cũng muốn thử đi tới xứ đó, Kiều Thiển Di đó ở, và muốn cái gì đó thì bà này cung cấp cái đó. Cuối cùng vị này suy nghĩ sợ là mình còn phàm phu, mà nếu mà mình khởi tâm bà này giống như là bắt được con trộm vậy, sẽ xấu hổ lắm. Quay về Đức Phật này, ngày dạy hãy giữ tâm rồi quay trở lại đó, nên ở những xứ như vậy. Và thật sự thì khi mà vị tỳ khưu này ở lại, quay lại cái xứ đó, thì vị này tu tập thời gian không lâu vì đắc quả la hết. Như vậy thì thường thường chúng ta thấy rằng nếu một người mà cái duyên ngộ, cái thời gian giác ngộ và cái duyên hội ngộ đối với một người mà để được giác ngộ, nên nhiều khi quý vị thấy rằng cái điều mà Đức Phật ngày nói đó, cái nghĩa là đối với những cái vị đệ tử Đức Phật khi mà thành bậc giác ngộ rồi đó, các ngài cũng thuyết giảng, và những cái người đó được đặt được đạo quả. Nên thường thì Đức Phật ngày hay tuyên bố một điều là trừ Như Lai và đệ tử Như Lai, ngoài hai cái vị này ra không thể nào biết được, biết được những sự thật cao quý đó, thì trừ ra gặp Đức Phật hoặc là đệ tử Đức Phật, từ hai cái vị này nghe được cái lời dạy. Thì Đức Phật ngày khẳng định như vậy để chúng ta thấy rằng cái chúng sanh đó, có nhiều khi gặp Đức Phật, gặp Đức Phật đó, Đức Phật ngày độ được, nhưng mà có nhiều khi gặp đệ tử của Đức Phật, đệ tử Đức Phật cũng độ được, nhưng mà nhiều khi gặp đệ tử Đức Phật rồi cũng không độ được, phải gặp Đức Phật mới độ được. Đây là một cái điều mà chúng ta thấy Đức Phật ngày là bậc có những cái trí tuệ đặc biệt, siêu việt. Nhưng mà khi mà gặp Đức Phật rồi thì Đức Phật ngày sẽ độ được hết. Còn những vị đệ tử đó, có nhiều khi đó căn cơ trình độ, căn tánh với chúng sanh đó, những vị này chưa biết được. Nhưng mà có nhiều khi đó những vị này có duyên và nói với cái duyên mà nghe được cái những cái pháp mà đặc biệt đó, đặc biệt thì làm cho những vị này có một cái sự suy nghĩ rất là đặc biệt. Chúng ta thấy như là cái bài kinh Giáo Giới Cấp Cô Độc vậy đó. Cấp Cô Độc nghe cái bài kinh này quả thật là cao siêu. Thì ngài Sa Lưu Tát thì nói rằng cái bài này chỉ để giảng cho những vị xuất gia thôi, những vị xuất gia mới hiểu được cái bài này. Nhưng mà ông Cấp Cô Độc á vẫn được là cái người hữu duyên để ngài Sa Lưu Tát ngài thuyết giảng. Như vậy thì chúng ta thấy rằng đối với đệ tử của Đức Phật, đối với những cái công của những cái vị nam nữ cư sĩ, hoặc là những cái vị mà có những cái đặc biệt, thì cũng có những cái điểm đặc biệt với những vị này. Chúng ta cũng cần có một vài cái sự suy nghĩ như vậy để chúng ta thấy rằng những cái người đệ tử này đó có những cái thắng duyên thắng hạnh rất là đặc biệt, và những cái người này cũng có những cái duyên để mà giác ngộ giải thoát. Khi mà Đức Phật để thuyết đúng cái tim của mình rồi, đúng cái tâm của mình rồi, làm cái đốt tuệ giác của mình nó sáng lên, thì mình biết mình phải làm gì, quý vị biết mình sẽ làm gì. Thì cái bài học hôm nay đó thì con xin trình bày với lấy như là trình bày như vậy. Bây giờ thì con xin kính lĩnh lễ quý hòa thượng, giờ con thỉnh hòa thượng Nhật Đặng trở lại để điều hợp phần thảo luận của buổi học hôm nay. Hồi nãy thì nghe cô Nhật Quỳnh đọc cái bài thì không nghe được, chỉ chờ cô
cô đọc cho xong rồi. Vì bữa hôm nay trời mưa mấy tiếng hồ, chúng tôi nghĩ rằng cái đường nẹp nó quá yếu, nó do mưa nó bị ướt đó, nó làm cho cái đường nó yếu đi. Cái nghĩ không giảng được, bây giờ giảng được, tới giờ này kết thúc rồi thì cũng tội xa tổ lành thai. Bây giờ thì con kính lệnh lễ hòa thượng Nhật Đăng Tịnh, hòa thượng điều hòa phần thảo luận. Bây giờ thì con xin gửi biết lại cho hòa thượng. Dạ, xin lỗi quý vị. Quý vị có nghe thì chúng tôi nói không vậy? Dạ. Thượng Tọa Sư Đại Lễ Chư Tôn Đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa vị, hôm nay qua bài giảng của Thượng Tọa Pháp Đăng và với câu chuyện mà chúng ta được nghe về một vị Bà La Môn tính khí ngạo mạn, không biết đem lòng cung kính đối với bất cứ ai. Đây là một câu chuyện mà chúng ta có thể nói rằng rất là quen thuộc trong đời sống hàng ngày, nhưng mà cũng là một cơ duyên để chúng ta có thể nhìn lại về cái thái độ sống của con người. Thật ra thì điều này nó có thô và có tế. Nó chỉ có những trường hợp chúng ta dễ dàng nhận ra cái ngã chấp của mình, có những trường hợp thì lại không đơn giản. Để mở đầu trong buổi thảo luận ngày hôm nay, xin được hỏi là bạch hòa thượng Tề Siêu, hòa thượng có ở trước máy và nghe được không? Nếu hòa thượng Tề Siêu nghe được, xin thỉnh hòa thượng trả lời cho câu thảo luận thứ nhất. Xin ông quý Phật tử, quý vị có thấy hòa thượng Tề Siêu có mặt ở trước máy không ạ? Dạ. Và bạch hòa thượng Tề Siêu, trong cái nhìn của người tu Phật đó, thì chúng ta hiểu rằng sự cao mạn nó đến từ ngã chấp. Và ngã chấp là một cái gì đó, nó vốn có ở trong tất cả chúng sinh. Trên cái kinh nghiệm tu tập đó, thì chúng ta hiểu rằng trừ khi mình đoạn tận phiền não, chứng đắc thánh quả thì mình mới chấm dứt được ngã chấp. Nhưng mà nếu trong đời sống hàng ngày, điều gì mà khiến cho chúng ta thực hành mà giảm thiểu được cái kiêu mạn, giảm thiểu được cái sự cao ngạo, tự thì xin Hòa Thượng Quang Hỷ nói thêm một vài điều về điều này, kính thưa Hòa Thượng. Thưa quý vị, thấy sư đệ tri nói rằng có, nhưng mà không thấy hòa thượng đưa tín hiệu.
Xin lỗi quý vị. Quý vị có thể cho chúng tôi biết rằng có vị giảng sư nào đang có mặt ở trong lớp học được không? Ngoài và có thiền học tăng. Thiền học tăng nghe. Thiền học tăng nghe được không? Nếu thiền học tăng nghe được, xin thiền học tăng trả lời cho câu thảo luận thứ nhất. Thiền học tăng, ở trong bài kinh này Đức Phật Ngài có đề cập đến sự cung kính đối với cha, đối với mẹ, đối với thầy tổ. Và theo trong bài kinh này cũng đó là đối với các bậc trưởng thượng. Mà ở đây Đức Phật nêu rõ là vì anh cả trong gia đình. Thì tòa Pháp Tân có thể chia sẻ một vài cái sự đó là khi mà Đức Phật Ngài dạy chúng ta nên có sự tôn trọng với vị anh cả, với vị huynh trưởng trong gia đình đó, thì điều này nó được hiểu như thế nào, và tại sao điều đó nó lại có một ý nghĩa theo lời Phật dạy, thì có giống như là cái câu nói chúng ta nói quyền huynh thế phụ không? Xin cái thỉnh thượng tọa Pháp Tân. Dạ, Nam mô Bổn Thầy, dạ, Nam mô Tham Mai, dạ, Nam mô Sơn Khai, dạ. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ Hòa Thượng Tề Siêu, Hòa Thượng Giác Đẳng, Thượng Tọa Pháp Đăng, Tọa Tuệ Quyền, Tọa Minh Hạnh, Đức Tề Tri. Cùng Chư Tăng kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Cái bài kinh hôm nay nói đến cái việc mà cung kính hay là tôn trọng đối với thầy tổ hay là những bậc đáng cung kính, thì ở đây con nghĩ rằng cái việc mà cung kính thì sự thật ra thì đối với trong Phật giáo của chúng ta thì cái việc mà cung kính những bậc cao tăng trưởng lão, hay là mình cung kính với những bậc mà có đức hạnh giới hạnh á, thì cái việc đó nó trở thành một cái việc mà mình thấy rằng đó là việc đương nhiên phải là như vậy. Bởi vì ở đây đó là chúng ta thấy rằng khi mình nói đến những cái bậc trưởng lão thì trong kinh nói rằng là giống như những cái con bò đậu đàn ấy, có những con bò đậu đàn thì nó sẽ dắt những cái con bò khác cùng đi chung trong một cái đàn bò, nhờ có con bò đầu đàn nó dẫn đi. Nếu mà con bò đầu đàn ở đây đó, nếu mình nói là các cái bậc trưởng lão giới đức thì nó có những cái tiêu chí của những cái bậc trưởng lão nha, về kiến văn, về sở hành, rồi cho tới đời sống đạo đức ấy, thì con nghĩ rằng đối với các cái bậc trưởng lão có những cái tiêu chí như vậy, cho nên được gọi là trưởng lão. Nên là cái đàn hậu học á, tức là những người sau đi xuất gia, thì mình nói rằng giờ ngay cả cái luật xuất gia, như là cái vị mà tỳ kheo lớn hơn một hạ là trước sau gì đó, thì mình cũng phải tỏ cái sự tôn kính. Tôi nghĩ rằng cái việc đó nó tạo nên cái tôn ti trật tự. Tôn ti trật tự. Bởi vì đến với giáo pháp này đó, thì chúng ta đến để tu tập, để thực hành, cũng như là để cầu tiến ở trong cái đời sống này. Nếu mà mình không có cái tâm cung kính đó, thì rõ ràng là cái trước nhất á, là mình thấy rằng cái bản ngã của một cái người mà Đức Phật ngày 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 chỉ định hay là ngày ban hành như vậy để có cái sự tôn trọng tôn kính với nhau đó, thì cái đó nó trở thành những cái khuôn khổ để giúp cho mình là dẹp bớt cái bản ngã của mình. Bởi vì mình
có cái bản ngã thì mình không thể nào mình có cái sự cung kính. Và hơn nữa, nếu như mình không có cái sự cung kính thì mình cũng không có thể học hỏi được những cái gì. Sự thật ra thì ở trong một gia đình cũng vậy. Thí dụ như là vì sao chúng ta thấy rằng thì cái cha mẹ là con cái phải cung kính cha mẹ. Nhưng mà rồi là ở đây nói rằng cái câu mà mình ở bên ngoài người ta thường nói là quyền huynh thế phụ. Ví dụ như là cha mẹ qua đời rồi thì còn ai nữa, nếu mà nói cái thế hệ kế tiếp nữa đó, thì là chỉ có những cái người anh thôi. Chỉ có những cái người anh thôi. Cha mẹ rồi đây cũng phải già, phải chết thôi. Bây giờ là chỉ còn có cái những người anh. Người anh là cùng đồng trang lứa với mình, xích xoát nhau một chút đó, thì đó là xem như là những cái người anh. Cho nên là mình phải có cái sự cung kính và tôn trọng. Có tùy theo một cái suy nghĩ. Nhưng mà nếu mà mình thấy ở một trong gia đình, ở trong một gia đình, nếu mà có cái sự tôn ti trật tự như vậy đó, gọi là kính trên nhường dưới, cái câu mà người ta nói là kính trên nhường dưới, thì cái người em á, thì tôn kính cái người anh, nhưng mà cái người anh là cũng phải biết quý trọng cái người em. Chứ mình không có cái pháp mà gọi là không có cái pháp mà quý trọng á, thì rõ ràng nó cũng không phải là cái sự, dù là mình thấy rằng nhiều khi mình sống với nhau bao nhiêu lâu đó không cần biết nha. Mình sống với nhau rất là do mình thân cận nhau quá đi, cho nên mình thấy nó thường rồi riết rồi cái mình dường như là có một số người suy nghĩ đó, bỏ qua hết tất cả. Thì chúng tôi nghĩ rằng ở trong cái sự thân tình đó, ở một mức độ nào đó thì đó là cái sự thân tình, nhưng mà một mức độ nào đó thì nó cũng phải có một cái sự tôn kính, tôn trọng với nhau, thì nó mới trở thành một cái sợi dây kết nối lâu dài được. Chứ còn ví dụ như bây giờ cái người em mà gặp cái người anh coi thường người anh, không có tôn trọng, không có tôn kính người anh, hay là người người em người người anh mà cũng không có quý trọng cái người em nữa đó, thì rõ ràng là nó sinh ra những cái chuyện mà mình thấy rằng nó có những chuyện lục đục, nó có những cái chuyện lục đục. Và do vậy đó thì Đức Phật ngày dạy rằng là mình phải tôn kính hay là quý trọng những cái bậc mà trưởng lão, hay là tôn kính quý trọng những cái bậc mà có giới đức. Rồi trong luật cũng vậy, thí dụ như là một vị tỳ kheo nhỏ hạ phải đảnh lễ cái vị tỳ kheo lớn hạ, thì cái đó là có nghĩa rằng đó là cái khuôn khổ, cái phép tắc nó giúp cho cái đời sống tu hành của mình nó có thể có được cái sự tiến bộ. Bởi vì sao? Khi mà mình có cái sự tôn kính, tôn trọng với nhau đó, thì mình mới mới có thể dẹp bỏ cái bản ngã của mình. Cái thứ hai nữa là mình có cái sự cung kính tôn trọng đó, thì mình sẽ học hỏi được những cái hay, học hỏi lại được những cái hay. Khi mà mình học hỏi những cái hay đó thì mình sẽ có được cái sự tiến hóa, tiến bộ ở trong đời sống. Hơn nữa đó thì ở trong đời sống tu hành này đó thì rõ ràng là chúng ta thấy rằng nếu nói mình ở cái chúng xuất gia đó, thì những vị tỳ kheo với nhau là những chúng xuất gia. Cho nên là sống mà mình thân cận với nhau, rồi là mình gần gũi với nhau và học hỏi trao dồi với nhau, thì đó là một cái điều mà nó giúp cho mình có cái sự tiến bộ hơn. Còn nếu như mà mình có một cái tâm, chúng ta thấy là nếu mà mình có một cái tâm
cái tâm mà không tung cung kính, hay là mình có một cái thái độ bổ vàng đó, thì ở đây đó chúng ta thấy rằng đó là bất lợi cho cái người đó. Cái người nào mà có cái tâm bổ vàng hoặc là không có tôn kính thì nó bất lợi cho cái người đó lắm, bất lợi cho cái người đó thật là nhiều ở trong cái đời sống tu hành. Cho nên con nghĩ rằng cái phép tắc ở trong đạo, cái phép tắc trong đạo thì là như vậy. Đối với điều mà Đức Phật Ngài đã ban hành. Còn nếu mà mình nói ở xã hội, ở ngoài đời cũng vậy, anh em cũng vậy, hay là cha con cũng vậy, con phải biết kính trọng cha. Một khi ông cha ông chết rồi thì có thể là người, nếu mà mình nói kế thừa hệ thứ hai để mà kế thừa thì chỉ có anh em với nhau thôi, chứ đâu còn ông cha ở đây nữa, hay đâu còn bà mẹ ở đây nữa, người mẹ ở đây nữa để mà mình cung kính. Cho nên là bây giờ nên là những cái gì đó nó gọi là cái câu mà người ta nói là quyền huynh thế phụ á, thì là nó nói trên phương diện ở ở nhà, ở xã hội, ở gia đình á, thì là như vậy. Thì ở trong Phật pháp cũng nghĩ rằng đối với những cái vị mà tu hành á, thì mình biết quý trọng, biết kính trọng, biết trân trọng những cái người tu hành, thì con nghĩ rằng dù là người trên hay người dưới, đặc biệt là cái người nhỏ đó, thì phải biết kính trọng đối với người trên, người trên cũng biết nhường nhịn hay là biết quý trọng đối với người nhỏ. Thì hai cái cách đó là ứng xử để nó tạo nên cái sự hòa khí, hay nó tạo nên cái sự thân tình, và nó tạo nên cái sự gắn kết ở trong cái đời sống tu hành này. Và đối với tăng đoàn thì chư tăng có hòa hợp với nhau, chư tăng có quý kính với nhau, rồi lấy luật lấy pháp làm cái tiêu chuẩn để mà mình thực hành đó, thì con nghĩ rằng nó tạo nên cái sự hưng thịnh cho Phật pháp. Bởi vì chư tăng mà có cái sự hưng thịnh, có cái sự hòa thuận để cùng nhau để làm những cái chuyện Phật pháp đó, cái việc làm cho Phật pháp được tồn tại cũng nhờ chư tăng. Và cái pháp cung kính từ xưa tới giờ, từ các mình nói rằng cung kính các cái bậc trưởng lão, các cái bậc trưởng thượng, rồi cung kính ở đối với các cái bậc mà tỳ kheo lớn hạ, thì cái chuyện đó là mình thấy nó đương nhiên là như vậy rồi. Ở ngoài đời thì người ta còn có như vậy nữa mà, còn phải như vậy nữa mà. Tức là nó có cái tôn ti trật tự cha con, anh em, nó rõ ràng. Thì con nghĩ rằng trong cái những cái cách đó, những cái pháp đó, nó dường như là thể hiện một gọi là pháp luật hòa đối với một cái người tu vậy đó. Ở đâu cũng vậy, từ ở thân hòa, khẩu hòa, ý hòa, giới hòa, kiến hòa, lợi hòa gì đó, thì con nghĩ rằng cái cách đó làm cho đối với người tu hành nói riêng, những cái người đó đều được sự an vui, cũng như làm cho Phật pháp được trường tồn, chính là sự hưng thịnh của tăng đoàn. Con xin có cái ý để góp phần trong cái câu hỏi mà hòa thượng vừa nêu, kính thỉnh hòa thượng trả lại. Nam mô Bụt Thầy gia. Sa thủ kính trình thưa tọa pháp tầng. Xin được hỏi thưa tọa Tuệ Quyền có ở trước máy không? Nếu thưa tọa Tuệ Quyền nghe được, xin thưa tọa hoan hỷ trả lời cho câu thảo luận số 2. Thưa tọa Tuệ Quyền, chúng tôi thấy rằng trong nhiều trường hợp mà một người có cái tâm tự thị hay là kiêu mạn đó, ví dụ như đạo sĩ Uruvela Kassapa, khi mà Đức Thế Tôn đến, Ngài đã hiển hóa nhiều thần thông, thần lực khác nhau. Mặc dù vị này, đạo sĩ Uruvela Kassapa thấy được, biết được, và cũng nói rằng vị Sa Môn này quả thật là đại quy lực, vị đại Sa Môn này quả thật là nhiều quy lực. Nhưng mà dù sao đi nữa thì cũng không trong sạch bằng mình là vị A-la-hán. Và cái ý nghĩ đó nó cứ khởi đi trở lại trong lòng, cho đến khi lần cuối cùng Đức Phật Ngài nói thẳng với Uruvela Kassapa rằng Ngài Uruvela Kassapa, ngươi không phải là vị A-la-hán. Thì lúc này nó bị chợt bừng tỉnh ra. Hay là Ngài Mahiya
khi còn là bị đạo sĩ mặc vỏ lấy vỏ bỏ cây làm áo. Ban đầu thì tự nhận mình là người đắc đạo, nhưng mà sau này á, do cái lòng cung kính này cũng tưởng thiệt, tưởng mình đắc đạo, mình mới mặc áo bằng bỏ cây như vậy. Cho đến khi một vị chư thiên nói rằng ngài thực sự phải là A-la-hán, cái vị A-la-hán ở thành Sa Vệ, hãy đi tìm đến gặp vị đó. Thì Thượng Tọa Từ Nguyên có thấy rằng trong nhiều câu chuyện khác nhau mà một người mà có tâm chiêu mạng, khi mà có ai mà thấy rõ tim đen của người đó, mà gọi là đi guốc trong bụng người đó, thấy rõ người đó thì tự nhiên cái chiêu mạng nó được xóa tan. Thượng Tọa có thấy như vậy không? Và nếu đúng như vậy thì Thượng Tọa nghĩ sao về điểm này? Kính tính Thượng Tọa. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, Nam Mô Tham Mô Bụt Thầy, Thầy Thầy cho đại chúng này rồi. Cảm ơn Thầy Đạo, cảm ơn đại chúng. Chúng con kính lễ đến Đức Phật Giáo Pháp và chúng tăng kính lễ đến Sư Phụ Thị Siêu và Thượng Giác Đẳng, Thượng Tọa Pháp Đăng, Tọa Pháp Tân, Tọa Mạnh Đức Tổ Tri, Đức Tổ Đức cùng Chư Tăng đang hiện diện. Thân chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử. Và kính bạch Hòa Thượng, quả thật thì chúng ta đọc trong kinh văn Bà Hí Giá hay là Uru Vê La Cá Sá cũng vậy. Chúng ta thấy các vị đó nó đều mang một cái tư tưởng tức là tự mạng, chỉ rằng đã chứng đắc, mà cái sự suy tư của đó một chiều của các vị, thấy người ta đảnh lễ, thấy người ta tôn trọng mình mà chắc mình tưởng đâu mình ông thần ông thánh rồi thì đó cũng quên đi. Đây là cái chuyện cũng bình thường. Và quả thật cũng như ngày nay cũng vậy, có một số sư nhiều khi tu chứng có một cũng cái sự tu tập về thiền định nó cũng tương đối là tốt, nó cũng hữu duyên. Có một số người khi người ta nghe được thì người ta cứ tự cho rằng vị ấy là chuyên đi về thiền, cũng sống ở chùa nghiêm. Thì lúc đó đó thì có một cái ông sư tạm gọi tức là ông sư như là ông sư đệ của vị đó đó, mới tôn xưng vị đó như là một vị thánh A La Hán. Không biết mấy chú tiểu nó mấy chú chia tử rồi sau đó khi đó, lên sa di cũng như nó nhỏ nhỏ. Ông sư đó đó là A La Hán đó, cho nên mấy chú phải biết tôn trọng như thế này, tôn trọng như thế kia. Thì nó cũng dạy giáo lý cho mấy chú tiểu biết rồi. Thì mấy chú nói rằng một vị A La Hán tức không còn tham, không còn sân, không còn si, tức là như thế này như thế kia. Thì các chú nghĩ thì thấy vị này còn những cái sở hành mà nó không phải là A La Hán, thì nói sau lưng cái chú sau lưng chứ còn không nghe. Thì cái bạch hòa thượng thì sau đó cái chú tiểu đã nói cho con nghe đó, sau sư đã nói sư đó đó là A La Hán, mà sau sư phụ sao con thấy sư phụ chỉ là A La Hán thì bậc đó là không còn cái tham, không còn cái bực bội, không còn cái sân, mà tại sao mà con thấy ông sư đó ngồi thiền như thế ông cũng phụ sao gọi là A La Hán được. Thì quả thật thì con mới nhắc khéo thôi, con nói mình tu chứng, không biết tu chứng tới đâu, nhưng điều một câu chuyện đó nguy hiểm, mình tự mạo nhận mình bậc thánh như vậy mình phạm tội đại giới bất công đủ. Thì con chỉ nói sẽ sang gần thôi, thì từ đó về sau nó không còn nghe cái danh cái tánh đó nữa. Thì quả thật con người á, khi mà chọn ngay cái điểm cứ tự ngộ nhận cho rằng mình là như thế, rồi được người khác khai tôn xưng lên, rồi mình chấp mình là như vậy. Hồi xưa cũng vậy đó, khi mà một số người ta ngồi thiền nhiều khi được cả tuần lễ vân vân, thì các vị đó giống như là họ ngồi yên ở trong cốc một tuần lễ, thì họ đi ra thì cho rằng họ cũng là tầng thánh này tầng thánh kia. Thì cái điều này á, là chúng ta quý vị biết một vị chứng đắc thiền thôi nó cũng phải là đủ tam nhân, nó không phải là một chuyện bình thường đơn giản mà để chứng thiền đâu, chưa đến chưa mà chứng thánh. Chứng thiền đã là cực kỳ khó rồi, còn chứng thánh là càng khó hơn nữa. Những điều mà người ta cứ tự ngộ nhận như vậy. Và ở đây quả thật khi mà cái mà mình không có đó mà bị người khác chỉnh đốn, cái là tự động mình giật mình đứng lại liền. Cái điều đó là sự thật, bởi vì cái người ta không thật có thì người ta không thể nào mà người ta chứng minh và lộ diện thể hiện được, thì người ấy sẽ dễ dàng bị cái sự ngộ nhận của mình. Và sau đó đó khi người ta biết được á, thì
tự nhiên mắc cỡ hay là coi như là tự nhiên cảm thấy bị thối thất liền, nhắc ngay cái yếu điểm của mình và cái tiêu chuẩn tiêu chí của mình không có được như vậy. Cũng như bây giờ là chẳng qua tức là y như mà đút lót chạy chọt rồi được cái chỗ này được cái chỗ kia ngồi đó, nhưng điều khi mà người ta xét duyệt lại đó là không chỗ này không chỗ nọ, thì chắc chắn rằng cái đó là một cái khiếu điểm của chính chính họ mà họ họ cứ họ nghĩ là họ giấu được rồi, họ che được rồi, nhưng khi không che được thì họ rất là nhột, là khó chịu. Thì ở đây trong cuộc đời này nó cái chuyện đó là chuyện bình thường, không chỉ riêng mà Bái Giá và hay hoặc là Uruvela Kaspa này mà được Đức Phật ngài xác định rõ, hay là vị chư thiên đã báo cho Bái Giá, hay Đức Phật ngài báo cho Uruvela, ngươi không bậc thánh, ngươi không phải là bậc A-la-hán, bởi vì bậc đó đã đoạn lậu, bậc ấy không còn sinh tử khổ đau, không còn có những sở hành như thế này, không còn những sở hành như thế nọ. Thì khi bị bậc trí tuệ hay là các bậc thánh hay là Phật đã chỉnh sửa rồi, thì chắc chắn rằng họ biết rằng chỉnh sửa ngay cái người ta không có cái thực chất, không có thực tại đó, không có cái thực thực cái thực mà họ đang có đó, mà họ tự họ mạo nhận hay là tự họ họ che giấu để họ họ ngồi ở ngay cái vị trí đó, họ tự cho mình là cao thượng như vậy. Ở trong cuộc đời này nó rất là nhiều, mà cái sự tu tập á, thì nó đòi hỏi một cái điều này hết sức là căn bản. Nói chứng thì không nói, mà nói thì không chứng. Người ta không cần phải nói, bởi vì nói ra để làm gì, nó rất là nguy hiểm. Một số vị khi được người khác đảnh lễ, khi được người khác cúng dường, khi được người khác tôn trọng trên cái pháp hành của mình, người ta thỏi giáo trên cái pháp hành của mình, nhiều khi tự cho mình như thế này, tự mình cho mình như thế kia, thì sau một thời gian các vị tu, các vị bị sụp hầm. Khi các vị bị sụp hầm á, tại sao như vậy, thì cái lỗi đó là cái lỗi lớn, so sánh bằng với thiền định, với đạo quả của các bậc thánh hay là các vị đã chứng đắc thiền hay là các bậc thánh, thì cái điều đó nó không đồng đẳng. Mà chúng ta cho là cái đồng đẳng như vậy thì chúng ta tổn giảm phước và cái đức chúng ta nó khó có tồn tại. Cái lỗi lầm cũng vậy, nhiều khi mình chúng ta không nói phải rụt rịch những điều mà có tật rụt rịch, mà chúng ta nói cần nói như vậy những điều mà người ta không thật có cái đó, mà người ta chẳng qua đó là một cái tự mãn, đó là tự tự cảm nơi chính mình, tự cho mình là như vậy, chứ sự thật ra không ai công nhận mình. Cũng như mình tự mình phong lên mình, tự mình cho mình là như vậy. Cũng như là con mèo khen con mèo dài đuôi, chứ không phải có cái gì hết. Thì chính con mèo khen con mèo dài đuôi, thì con mèo đó nó tự nó khen thì là của nó thôi, chứ đâu phải là của ai. Thì cũng vậy, họ tự cho rằng họ hay, họ tự cho rằng họ giỏi thì là của chính họ, chứ không phải là cái gì cả. Mà đây chính là cái điều mà ở trong một tinh thần mà tu tập, ở trong một tinh thần hiểu biết á, thì các vị đó người ta cần phải có một cái sự vượt qua những cái sự tu chứng của mình, hay những cái thành quả, hay những cái gì mình đạt được, nó chỉ là một cái cành lá, hay chỉ là một cái bề ngoài của cuộc đời thôi, chứ mà thật sự mình chưa được cái gì. Mình còn phải tạo nhiều công đức, còn phải tạo nhiều ba la mật, còn phải tạo nhiều cái phước báo. Thì khi chúng ta phải có một cái đa dạng hình thể như vậy đó, thì chúng ta mới có được, chúng ta mới chiêm nghiệm được, mới xử lý được những cái điều tốt đẹp. Chứ còn không thì ở trong cuộc đời này chúng ta rất dễ dàng bị thất bại. Bởi vì nếu một con người mà đơn giản bình thường thì người ta không cần thiết phải quan tâm mình. Mà khi mình nhiều cái lợi thế, mình có nhiều cái điều kiện tốt đó, thì người khác nhìn ngó. Và khi người khác nhìn ngó thì họ sẽ dò xét. Mà dò xét chính người nào mà con ếch nó chết vì cái miệng đó cũng vậy đó. Nếu chúng ta ngã mạn, chúng ta cao ngạo, chúng ta tự cho rằng mình cao thượng, thì coi chừng người khác, người ta đối với người trí hay là cả cái người bình thường họ cũng ghét, mà với người trí họ chỉ ra cho
cái không thật có của chính mình, thì điều đó nó hết sức là nguy hiểm. Vì vậy cho nên trong cuộc đời này, tất cả chúng sinh đều phải có một cái, đều phải có một cái sự đau khổ, mà cái bởi vì chưa là thành thánh đó, thì dễ rơi vào những cái tình huống như vậy, dễ rơi vào những tình huống tức là hay tự mãn và hay có cái sự khoe khoang, hay có một sự tự đắc, mà cái sự khoe khoang, cái sự tự đắc đó không phải chính do cái khả năng của mình, mà chẳng qua do cái vọng tưởng của chính mình, và từ chỗ đó đưa đến cái sự đau khổ cho chính họ, là cái sự thất vọng cho chính họ khi bị người khác chỉ ra, khi bị người khác hiển lộ ra cái thật không thật có, thì điều đó hết sức là buồn, hết sức là xấu hổ. Thì cái bạch hòa thượng đứng trên cái nhìn của chính con, thì khi mà bị ra như, khi mà bị hài, khi mà bị chỉ cái yếu điểm của chính mình ra như vậy, thì họ rất là họ chới với đi, và họ có một sự thay đổi, đó là cái sự thật chứ không có là gì cả. Mà nếu như chúng ta suy nghĩ hiểu biết á, thì chúng ta có một cái tâm để mà để có một cái sự thành tựu, thì chúng ta phải vượt qua cái khó khăn đó. Và thì đó, đây chính là đó chính là vài lời của con nói như vậy. Nếu có điều gì không, còn bố túc thực kính cái thỉnh hòa thượng. Sa thủ cái chuyện thì tòa tuệ quyền xin được hỏi thì tòa pháp đang có còn ở trước máy không? Nếu được xin thưa học pháp thì tòa đang trở lại với câu thảo luận số 3. Dạ, quý Phật tử có thấy thì tòa đang không vậy? Một lần nữa xin được hỏi thì tòa đang có bạn ở trước máy không? Thì tôi đang có nghe được không? Nếu thì tôi đang nghe được xin thì tôi đang cho biết. Dạ. Thường tọa pháp tân ấy, thì tôi tân có thể trả lời cho câu thảo luận số 3 không? Nếu được xin chỉnh thì tôi tân trả lời cho câu thảo luận số 3. Dạ. Thường tọa pháp tân, khi mà chúng ta đi sang các xứ Phật giáo là quốc giáo đó, ví dụ như là ở Miến Điện, ở Thái Lan vân vân, thì cái sự cung kính lễ lại đó là một chuyện rất là bình thường. Người Phật tử đi vào chùa lại Phật, gặp chư tăng đảnh lễ vân vân. Thì theo thường tọa pháp tân đó, nếu một người sống hàng ngày mà thường đảnh lễ, thường lễ bái đó, thì cái việc đảnh lễ lễ bái đó có giúp cho giảm thiểu được cái sự tự thị cao ngạo trong đời sống hay không? Tại vì trong xã hội Tây Phương có những người mà họ lớn trên nền văn hóa, để kể cả người Việt Nam, suốt cuộc đời họ chưa bao giờ biết lại ai cái gì hết. Và mà mình đi về các quốc gia đó đó, mình thấy cái chuyện người ta lễ lại là chuyện rất là bình thường. Thì Thọ Tân có nghĩ rằng cái sự lễ lại mà thường xuyên đó, nó giúp phần nào để chúng ta diệt trừ được cái tâm ngã mạn của mình không? Cái tính gì toàn? Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, con kính đảnh lễ chư tôn đức, kính chào đại chúng trong rừng. Con nghĩ rằng thí dụ như mình ở trong một cái môi trường ở các cái nước quốc giáo, thì cái việc mà mình đảnh lễ chư tăng, mình chào hỏi chư tăng thì nó hết sức là bình thường. Nó hết sức là bình thường. Nhưng mà rồi đó thì giống như Hòa Thượng nói, ở phương Tây thì chắc có lẽ là họ cũng không có quen cái cách chào của mình. Họ bắt tay, họ gặp nhau, họ bắt tay vậy thôi, ôm nhau để tỏ cái thái độ chào vậy thôi. Nó tùy theo cái hoàn cảnh. Ở Việt Nam thì nó không có thuần nhất, nó không có thuần nhất như các nước quốc giáo, là cái cách chào hỏi đảnh lễ chư tăng nó hết sức là quen thuộc rồi, là hết sức là thường tình, mà mình thấy rằng cái việc đó là nên làm. Còn ở Việt Nam thì do rằng nó nhiều lắm, nó
nó không có thuận, cho nên nó tùy vào mỗi người, nếu như một người Phật tử bình thường, thì có lẽ là gặp chư tăng thì cái việc mà mình xá chào, mình đảnh lễ thì nó là hết sức là bình thường, và người ta cũng cần cần thiết để người ta làm những việc đó. Còn cái người mà người ta không có ảnh hưởng nhiều, người ta không phải là Phật tử, thì cái việc mà thấy người ta kêu người ta chấp một cái tay để người ta chấp tay người ta xá chào thì cũng đã khó rồi, chứ đừng nói cái việc mà người ta sẽ quỳ xuống người ta đánh lại. Khó. Chừng khi nào mà người ta là những người thuần túy thì có thể rằng giống như là một người Phật tử thuần thành thì họ gặp chư tăng họ xá chào hoặc là họ đảnh lễ thì cái chuyện đó, nó bình thường. Nhưng mà ở đây đó em nghĩ rằng nếu mà mình đặt vào ở trong một cái hoàn cảnh đó, thì cái sự mà mình chào hỏi hay mình đảnh lễ đó, thì có nghĩ rằng là mình đã giúp cho cái việc mà làm cho cái tự ngã, cái cao ngạo của mình, cái bản ngã của mình nó được được hạ xuống, được lắng dịu đi. Bởi vì sao? Ở đây đó là cái việc mà nói như vậy đó để thấy rằng là nếu như một người họ không thường tành thì cái việc mà họ xá chào, họ đảnh lễ thì nó khó. Nhưng mà nếu mà họ được quỳ xuống, họ đảnh lễ, họ được xá chào thì họ được hạ cái lòng mà cái tâm mà cao ngạo của họ đó, một phần là để họ họ hạ xuống, họ đã hạ xuống cái bản ngã của họ. Như vậy thì có nghĩ rằng nó rất là, nếu mà mình đi đến các cái nước quốc gia cũng vậy đó, giống như trong cái ở trong chùa, cái văn hóa của mình là mình gặp những cái người với nhau mình xá chào á, thì mình chắp tay để trước ngực rồi mình cúi đầu á, thì một cái cách chào mình thấy nó nhẹ nhàng mà rất là đẹp, cũng rất là hay, rất là hay. Nhớ giống như là mình thấy là cái người người Thái hay là một số quốc gia đó, thì mình thấy rằng là dù là nhân viên công vụ hay là những cái quan chức gì đi nữa, thì họ gặp nhà sư hay là họ gặp với nhau thì họ cũng chào bằng cái cách mà chắp tay, thì mình thấy rằng nó hết sức là bình thường. Cho nên ở đây con nghĩ rằng với một người mà chào với nhau đó, gấp tay mà xá chào hoặc là đảnh lễ, thì con nghĩ rằng nó giúp cho mình có một cái gì đó nó ta gọi là cái sự thuần phục, một cái sự quý kính, và sự quý kính để nó dẹp đi những cái bản ngã. Đối với người phương Tây thì rõ ràng thì họ quen cái chuyện đó, nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là họ cao ngạo, họ cũng có thể có cái lòng mà khiêm hạ, chứ không phải là không có, cái tâm khiêm hạ. Nhưng mà rồi đó thì cái cách của họ thì họ cũng không có quen là chắp tay xá chào đảnh lễ, chừng khi nào ảnh hưởng đối với lại cái văn hóa của Phật giáo, họ trở thành những cái người tu hành với nhau, hoặc là những nhà sư rồi, hoặc là họ thành những người Phật tử, thì mình không nói. Nhưng mà ở đây con nghĩ rằng nếu mà mình là cái người người mà ảnh hưởng từ Phật giáo đó, thì con nghĩ rằng bởi vì thì cái sự ảnh hưởng của Phật giáo của mình nó cái cách xá chào của mình hay là cái cách đảnh lễ của mình nó làm cho mình nhu nhuyến cái tâm, làm cho cái tâm của mình nó khiêm cung hơn. Từ đó thì mình nó cũng là tạo nên một cái hình ảnh đẹp, hình ảnh đẹp. Tại vì vậy cho nên là con nghĩ rằng khi mà chào hỏi, xá chào hoặc là đảnh lễ, thì cái việc mà mình đảnh lễ chư tăng hay là việc mình xá chào chư tăng hay là mình gặp bạn với nhau đó, thì người ta cũng đã có cái cách chào rồi mà, nha. Tùy theo một cái văn hóa, giống như người Việt thì người nhỏ gặp người lớn thì khoanh tay chào,
Còn ở trong Phật giáo thì mình thấy rằng là cái việc mà mình chắp tay mình chào xá rồi hoặc là mình đảnh lễ thì con nghĩ rằng cái đó nó rất là hay, nó giúp cho cái tâm của con người nó được khiêm cung hơn, từ đó họ có cái họ họ có được một cái hình ảnh đẹp, hình ảnh đẹp từ một cái người mà biết cung kính. Có nghĩ rằng cái việc mà chắp tay xá chào hoặc là quỳ đảnh lễ một cách nhẹ nhàng thì cái hình ảnh đó mình thấy rất là đẹp, cho nên là dù ở trong cái hội chúng nào, đặc biệt là trong Phật giáo, thì do cái quen của mình thôi, do cái thói quen của mình, và khi mà mình có đảnh lễ thì có nghĩ là ít nhiều đã làm cho cái tâm của mình nó có cái sự khiêm cung hơn ở trong đời sống, và mình từ đó mình có thể là học hỏi, mình có thể học hỏi những cái điều hay, rồi có thể là mình có thể là được nhiều cái sự lợi lạc ở trong cái mà mình có cái tâm khiêm như vậy. Con xin có cái ý chia sẻ cái câu hỏi mà Hòa Thượng vừa nêu, kính thỉnh Hòa Thượng trở lại. Nam mô Bụt Thầy Giới. Sa thủ kính trình thì tọa Phật và từng nếu Hòa Thượng Từ Siêu cũng như thì tọa Pháp đang có mặt ở trước máy và quý ngài có thể trả lời câu thảo luận được thì xin quý ngài hội nghị cho biết. Kính bạch chi tôn đức và thượng quý Phật tử xin được tiếp theo lời của thì tọa tuyên nguyện mời tọa Pháp tăng. Thưa quý vị, nếu chúng ta để ý một chút nữa, thì sự cao mạn hay là ngã mạn đó nó là một một thứ phiền não mà ăn sâu giấu kín ở trong lòng của chúng ta. Nó có thể biểu lộ bằng cách này hay cách khác, thô hay tế. Nhưng mà nếu chúng ta có tin vào Đức Phật và tin vào lời dạy của Đức Phật thì chúng ta cũng phải tin rằng giảm thiểu sự kiêu mạn nó mang lại cho mình nhiều cái lợi lạc. Trong bài kinh ngày hôm nay đó, thì Đức Phật ngài có nói về một điểm mà chúng ta nên ý, là khi ông Bà La Môn đến gặp ngài và trong đầu ông có cái ý nghĩ rằng nếu Sa Môn Gotama mà nói với ta thì ta cũng sẽ nói với Sa Môn Gotama, nếu Sa Môn Gotama mà im lặng với ta thì ta cũng im lặng. Và bây giờ thì ông gặp Đức Phật, thì Đức Phật ngài không nói gì hết, ngài im lặng, mặc dù ông ngồi đó. Thì thứ vị, ông nghĩ rằng Đức Phật là người không có hiểu biết. Ở trong bản sơ giải nói rằng không hiểu biết ở đây đó, là ông nghĩ rằng Đức Phật ngài không hiểu biết về cái cao thấp ở trong xã hội. Ông là người Bà La Môn, sanh trong dòng dõi Bà La Môn, tức là địa vị cao quý. Đang lại gặp một người cao quý mà người gọi là biết điều biết chuyện đó, thì người đó phải lên tiếng chào hỏi trong linh tính thinh như vậy. Và Đức Phật đọc được cái tâm trạng, đọc được cái suy nghĩ của ông, và ngài nói lên kệ ngôn. Ở trong kệ ngôn này Đức Phật ngài có dạy rõ đó, là một người mà hiểu được cái lợi ích thì người đó chỉ nghĩ đến cái mục đích chứ không có nghĩ đến cái nhân ngã vi tự. Cái mục đích ở đây là điều mà chúng ta cần hiểu, là mình đi đâu, có mặt tại đâu, làm gì, thì mình nên hiểu rõ mục đích và làm tròn cái việc đó. Ví dụ như là chúng ta đến chợ, cái mục đích của đến chợ là để mua sắm thực phẩm hay mua sắm đồ xài, chứ không phải đến chợ là để khoe của, để khoe mẽ
thấy rằng mình sang, mình đẹp, mình giỏi. Chúng ta vào chùa, cái mục đích vào chùa là gì? Để nghe pháp, để tu tập, chứ phải đi vào chùa để tự thị nói rằng mình ngon lành hơn người khác hay mình người khác. Chúng ta đến một nơi nào đó thì mình nên hiểu rõ cái mục đích thật sự mà chúng ta có mặt ở tại đó là gì. Khi mình thấy được cái mục đích đó, thì mình sẽ nhận ra được cái gì là cái cần làm, chứ không phải là mình chạy theo cái ảo giác là mình có được người ta tôn trọng, có được người ta đảnh lễ, có được người ta sùng mộ, sùng bái hay không. Chuyện đó không có quan trọng. Thì thưa quý vị, khi ông Bà La Môn nghe Đức Phật dạy như vậy, ông là một người thông tuệ và ông đã hiểu được. Ông hiểu được là đúng, là lời dạy của Đức Phật có một vị đích thực. Giá trị đích thực đó là làm sao chuyển mê khai ngộ, làm sao mình bớt đi cái chấp ngã. Và về điểm này đó, thì chúng ta phải nhận rằng con người chúng ta rất ít khi thấy được rằng chấp ngã đó là đau khổ, mà chúng ta cứ nghĩ chấp ngã là hạnh phúc. Cái niềm hạnh phúc của chúng ta là mình hơn người khác, hoặc là có tài hơn, hoặc có tiền nhiều hơn, hoặc là ngoại hình đẹp hơn, hoặc giả là có xe tốt hơn, có nhà lớn hơn. Những cái hơn đó, nó làm cho chúng ta hãnh diện. Và cái hãnh diện đó chúng ta làm tưởng nó là hạnh phúc. Nhưng mà không. Hạnh phúc không phải đến từ những thứ đó. Mặc dù đa số chúng ta có cái ảo giác là chính cái mà mình hơn người khác đó, là mình hạnh phúc. Ở trên thực tế đó, khi mà chúng ta còn nuôi cái ý niệm hơn thua, mình hơn người, mình bằng người, mình thua người đó, thì cái ý niệm mới làm cho chúng ta đau khổ nhiều hơn. Tại sao có những người suốt cuộc đời họ không tìm thấy được sự an lạc đích thực? Bởi vì họ luôn luôn cảm thấy kém cỏi, họ luôn luôn cảm thấy kém cạnh hơn người khác. Và sự kém cỏi kém cạnh này đó, nó dẫn người ta đến những việc làm nông nổi. Thật ra có nhiều người hay nói xấu người khác, hay bếm vẽ người khác, hay nói xấu sau lưng người khác. Để làm gì? Tại vì họ có cảm tưởng rằng mình nói người khác xấu tức là mình tốt, mình nói người khác dở tức là mình hay. Nhưng mà chuyện đời nó không phải vậy. Chuyện đời không phải là mình nhận chìm người khác, hay là mình nói người khác dở có nghĩa là mình hay, không phải như vậy. Hay mình nói xấu người khác nghĩa là mình tốt, không có phải như vậy. Mà trong cuộc đời này, cái tốt, cái xấu, cái hay, cái dở, nó nằm ở tiêu chuẩn khác, chứ không phải nằm ở cái sở chấp. Do vậy, khi mà chúng ta đi vào những bài học như vậy, quan để ý kỹ các câu Phật ngôn. Những câu Phật ngôn này, một lần nữa, khi mà chúng ta nghe pháp từng ngày, và hiểu càng rõ hơn, thì bây giờ chúng ta nhận ra được tại sao mục đích của Đạo Phật là chuyển mê khai ngộ ly khổ đắc lạc. Tại sao mục đích của Đức Phật xuất hiện là để so với cái nỗi đau khổ chúng sanh trong cuộc đời. Chúng ta khổ phần lớn là do hiểu sai chấp lầm. Chúng ta khổ phần lớn như cái trường hợp mà mình nói nãy giờ là ai cũng nghĩ rằng chấp ngã là mà hạnh phúc. Chấp đây là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi là hạnh phúc. Kỳ thật á, thì cái sự câu chấp đó, đó nó làm cho chúng ta đau khổ. Đau khổ lắm mà mình không biết được. Thưa quý vị, để nhìn được cái hạnh phúc ngược lại với cái ảo giác về thị dục khuyến ngã, về cái tôi, cái ta đó, thì thỉnh thoảng chúng ta nên sống một mình, sống gần với thiên nhiên. Sống gần với thiên nhiên để cảm thấy con người mình nhỏ bé. Sống gần với thiên nhiên như sống với núi cao hồ rộng, thì chúng ta khiêm tốn hơn.
sống gần với thiên nhiên thì chúng ta không có so đo như là sống so đo con người với con người. Ngoài cái sống gần với thiên nhiên đó, thì chúng ta nên sống ở gần các bậc thiện trí. Ngày xưa Đức Phật Ngài có dạy là một vị tỳ kheo hay vị sa di ở nơi nào đó, nhất là vị tỳ kheo dưới năm hạ và vị sa di còn nhỏ đó, thì cố gắng tìm cái vị thầy có thể y chỉ, tìm để nương tựa. Và Đức Phật cũng dạy trong đời sống chúng ta nên có kriya namitta, có thiện hữu, bạn lành, có bạn lành để mà thương, có bạn lành để mà quý, có bạn lành để mà làm tấm gương noi theo. Thì đó cũng là cách giúp chúng ta giảm bớt sự ngã mạn. Phải nói một điều rằng con người mà sống cái giây phút tự hào, tự thị của mình khởi lên thì lúc đó mình không có tiến bộ được nữa. Ở trong kinh Tăng Chi đến Đức Phật có so sánh có 8 nguyên nhân mà khiến cho khốn khổ không trôi ra biển được. Ở trong đó có một nguyên nhân là khốn khổ nó bị mắc cạn. Con người chúng ta, thưa quý vị, để đạt đến bến bờ của giải thoát, của hạnh phúc thì đôi khi chúng ta không đến được. Nó không phải vì cái trở lực ở bên ngoài, bởi vì chính ở trong lòng, đó là sự ngã mạn. Mình nhìn cho kỹ là không có ai mà tự phụ, tự thị mà khiến cho người đó cao hơn hết. Những ai mà bổ ngực xưng tên nhiều á, có thể nhất thời thuyết phục được người khác, nhưng về lâu về dài chính họ làm cho khổ, tại vì họ sống sai với sự thật. Người nào càng ngã mạn, người nào càng dương dương tự đắc, thì người đó còn càng sống rời xa thực tế. Và có một điều mình bảo đảm là không ai sống rời xa thực tế mà người đó lại được hạnh phúc hết. Không có. Tại vì chúng ta sống bằng ảo tưởng, chúng ta sống trong thế giới ảo, tự thị, cho rằng mình cao quý, cho rằng giỏi giang, cho mình đẹp đẽ, vân vân. Nhưng mà chúng ta không hiểu được giá trị của sự tương đối, và chúng ta cũng không có thấy được giá trị của một đời sống mà bớt đi sự cao ngạo. Có những người đứng ra nói chuyện cái giọng rất hách xì xăng, họ tưởng đâu là họ ông trời, họ có thể vận chuyển cái vũ trụ này, nhưng kỳ thật nó không có. Khi mà họ nói rồi đó, thì sau đó năm dài tháng rộng nhìn lại đó, thì thật ra nó chỉ là một đổi sỉ nhục, là bởi vì họ nghĩ họ có quyền mà không có quyền, họ nghĩ là họ có quyền mà không có quyền. Nếu mình có quyền có quyền thì mình đã lật ngược thế cờ, mình đã lật ngược thế giới này rồi. Thành ra đó là thứ ảo giác. Chúng ta càng sống càng nhận diện rõ cái gì là cái hữu hạn, cái gì là cái mà mình không làm chủ được, cái gì là cái mà mình phải chấp nhận cái bản chất tự nhiên á, thì chúng ta càng giảm bớt ngã mạn. Và thưa quý vị, chính những người ngã mạn cao ngạo á là những người bị những mũi tên đau nhất. Tại sao như vậy? Tại bình thường mình thấy rằng mình ngon lành, tự nhiên mình tốt, và tới ngày đó mình khám phá ra rằng mình bất lực, khám phá rằng mình cũng thất bại, khám phá ra rằng mình cũng tầm thường. Thành ra mình khổ. Mình khổ không phải là chỉ vì cái hoàn cảnh khổ không, mà khổ là do cái ảo giác về chính bản thân của mình làm cho mình khổ. Kỳ thật thì những người khiêm tốn là những người sống gần thực tế, và những người càng cao ngạo là những người sống xa thực tế. Không có ai sống xa thực tế mà những người đó thực sự là hạnh phúc hết. Không có. Càng sống xa thực tế thì bởi vì chúng ta càng khổ, bởi vì chúng ta cứ ôm ấp một cái bản ngã, mà bản ngã nó vốn nó không có thật. Mình nghĩ rằng mình hay, mình giỏi, mình tốt hơn người khác, nhưng thực sự không có thật. Vì vậy nếu đọc ở trong kinh sách mà Đức Phật Ngài dạy rằng người á mà muốn người mà hiểu, biết được cái lợi ích của mình, thì người đó sẽ nghĩ đến mục đích của công việc hơn là nghĩ đến rằng ai cao ai thấp, ai hơn ai thua, nghĩ đến nhân ngã vi thử. Tại vì sao?
Tại vì mỗi người trong cuộc sống, nếu chúng ta có một mục đích rõ ràng, thì thậm chí chúng ta sẽ thấy rằng để đạt đến mục đích đó, chúng ta cần quên đi cái bản ngã của mình. Một người đi học mà lúc đầu cũng tự cao, tự phụ thì học không có giỏi được. Mình chưa học mà đã thấy mình tự cao rồi. Một người tu mà chưa có tu tới đâu mà tự phụ, mình đạo cao đức rộng thì cũng học cũng có vấn đề. Bởi vì kiêu mạn là một điều rất khó để áp đảo, giống như là cơn giận, như là sự ham muốn. Mà kiêu mạn nó trở thành một cái hiện tượng muôn thuở của chúng sanh trong đời này, là sống cách nào cũng kiêu mạn được hết, sống cách nào cũng tự phụ tự thị hết. Và như vậy nó góp phần vào một ý nghĩa chung là tại sao con người chúng ta càng chấp thụ thì chúng ta càng tạo nên nhiều điều nông nổi, tạo nên nhiều điều nông nổi thì chúng ta càng kéo dài cái cuộc hành trình sanh tử ở dưới cuộc cầm luân này. Chúng tôi muốn chia sẻ với quý Phật tử một cái khái niệm khác ở tại đây liên quan đến đời sống tu tập của người con Phật. Thưa quý vị, ngày nay đó, chúng ta hay gặp những trường hợp là cộng đồng Phật giáo đôi khi dùng những danh từ rất là hoa mỹ để kêu gọi một ai đó. Ví dụ như là Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức, Pháp Sư, Thiền Sư, học giả v.v. Họ gọi cái gì đó, nhiều thứ tên gọi khác nhau. Không có sự chấp thủ chấp cả nào mà khiến cho chúng ta thực sự sự thăng hoa, nhưng mà chúng ta lại lầm lẫn, chúng ta nghĩ rằng cái đó là niềm hạnh phúc. Chấp cả không phải là hạnh phúc, nó chỉ là một thứ hạnh phúc giả trá, một thứ hạnh phúc trá hình, không phải là hạnh phúc thật. Quý vị quan hệ trời chúng tôi một chút nhé. Thưa quý vị, ngoài cái việc sống gần với thiên nhiên giúp chúng ta giảm thiểu ngã mạn, ngoài cái việc thân cận bạn lành giúp chúng ta ngã mạn, có một điều rất tốt để giúp chúng ta giảm thiểu ngã mạn, đó là tu tập thiền quán hay là quán sát sự vô thường. Một người càng quán sát, càng nhận rõ tánh vô thường thì người đó sẽ càng hiểu được một điều rằng cái khả năng mà chúng ta làm chủ thế giới này, cái khả năng mà chúng ta gọi là có thể bổ ngực sinh tên sẽ càng thấp đi. Bởi vì sao vậy? Bởi vì như Ngài Tát Thất Ba La Ngài nói rằng điều mà Đức Phật dạy khiến cho Ngài nhận ra rằng thế giới này là vô hộ vô chủ, ra đi bỏ tất cả. Và nhờ chúng ta càng tùy quán về vô thường, tùy quán về khổ, tùy quán vô ngã thì cũng giúp chúng ta giảm thiểu, giảm thiểu cái sự cao mạn. Và tất nhiên trong đời sống hàng ngày của người tu Phật, nó không cần chúng ta gặp ai cũng phải quỳ lại, không phải chúng ta gặp ai thì chúng ta cũng phải nằm xuống cho ta chà đạp mình, không phải như vậy. Cái thái độ cao ngạo
cũng như thái độ mặc cảm tự ti, nó chỉ là hai mặt của một đồng tiền. Người ta càng cao ngạo thì ta càng mặc cảm, và có nhiều người mặc cảm nó chỉ là dấu hiệu của sự cao ngạo đằng sau đó. Cái này là cái rất là khó hiểu thưa quý vị. Nhưng mà mặc cảm và sự cao ngạo nó là hai mặt của đồng tiền. Chúng tôi lấy một ví dụ là một người sở dĩ mà họ cao ngạo tại vì họ đặt quá nặng cái sự sùng bái bản thân của mình. Và cái chuyện đặt nặng sùng bái bản thân của mình đó, thì rõ ràng nó cũng là một hình thái ngã mạn. Vì vậy, khi mà một người chịu tu, biết tu, ngoài cái nhìn về thái độ khiêm cung, nếu người đó thường suy niệm về vô thường khổ vô ngã, thì ít nhất nó cũng sẽ làm cho người ta bớt đi cái mà điều mà chúng ta gọi là những cái câu chấp mà làm cho chúng ta khổ, làm cho chúng ta sống không thực tế, làm cho chúng ta sống mà với cái sự những cái ác nghiệp như là tự tán quỷ tha. Cái lòng kiêu mạn nó là một thứ phiền não thưa quý vị. Nhưng mà khi mà đến cái mức gọi là khen mình chê người, tự tán quỷ tha rồi đó, thì đó là sự thể hiện hành động. Và cái hành động đó là một hành động rất vụng về. Hành động đó là một hành động không có gì tốt đẹp hết. Thì đó là vài điều chúng tôi muốn chia sẻ với quý Phật tử trong buổi học ngày hôm nay. Và thứ gì ngày mai chúng ta sẽ có lớp học Kinh Pháp Cú và bị giảng sư là Hòa Thượng Tuệ Siêu. Xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Trung Phật Pháp Bố Thí Tâm. Kính đảnh lễ chư Tôn Đức, thân chào tạm biệt quý Phật tử. Chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam Mô Bụt Thầy Giảng. Sa thú lành thai, con tu nữ Như Pháp cùng đầy chúng công dung. Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Ngài Hòa Thượng Giác Đẳng đã từ bi biên soạn giảng giải cũng như đúc kết bài học ngày hôm nay để chúng con nghe, hiểu, có thể hành theo để được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Và con kính tri ân sư và đạo tràng cho con biết được tín hiệu. Sa thú lành thai, con tu nữ Như Pháp xin thay